Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 87. Món ăn ngon tới mức nào? 1. Kiếm khí màu đỏ bắn ra, gần trăm tên cường giả của Thiên Vũ Thành lập tức bị biến thành hai mảnh, rất nhiều máu tươi hóa thành từng cột máu tập trung về phía Dương Diệp, tiến vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Giết! Dương Diệp chợt chân phải đạp một cái, cả người bắn lên không trung, hai tay hắn nắm huyết kiếm chợt chém về phía xa. Một đám cường giả vừa xông tới cách Thiên Vũ Thành nghìn trượng thì cơ thể đã trực tiếp bị phân thành mấy đoạn. Cuối cùng màu tươi trong cơ thể bọn họ phóng lên cao, sau đó tất cả tập trung về phía Dương Diệp. Trong không trung, Dương Diệp phun huyết kiếm rất nhanh, kiếm khí bắn ra, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong Thiên Vũ Thành. Bên trong Thiên Vũ Thành, từng cột máu nối tiếp nhau phóng lên cao, tập trung về phía Dương Diệp. Tàn sát. Đây là tàn sát một cách trắng trợn. Ở dưới sát ý cùng kiếm ý cảnh giới hư vô gia tăng, kiếm khí của Dương Diệp đạt tới trình độ cực kỳ khủng khiếp, ngoại trừ một ít thánh giả cao cấp ra, những người còn lại căn bản vừa gặp phải sẽ chết. Mà lúc này, cường giả Thiên Vũ Tông đã chạy tới. Người dẫn đầu chính là Hoa Mộc Cận. Trong đó có chừng gần trăm thánh giả cao cấp, còn lại đều là thánh giả. Rõ ràng, Thiên Vũ Tông biết được sự lợi hại của Dương Diệp nên tuyệt đối không phái đệ tử bình thường tới chịu chết. Giết chết hắn. Giọng nói lạnh lùng của Hoa Mộc Cận vang lên trong không trung. Rất nhiều cường giả lập tức bắn mạnh về phía Dương Diệp. Trong không trung, trong tay Dương Diệp cầm huyết kiếm kề sát mi tâm, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu bắn ra nhanh như điện chớp. Nhất niệm thuấn sát. Dương Diệp không thi triển bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng, chỉ dùng nhất niệm thuấn sát gia tăng tốc độ kiếm dực cùng pháp tắc tốc độ, nhưng ở dưới hai loại ý cảnh gia tăng, hơn nữa hắn còn cầm Táng Thiên. Bởi vậy uy lực của một kiếm này cũng rất khủng khiếp. Suy suy suy. Rất nhiều người ở đó còn chưa lấy lại tinh thần, đầu của ba gã thánh giả cao cấp đã trực tiếp bay ra ngoài, còn cơ thể của bọn họ vẫn còn đang xông tới. Mãi đến khi lao vọt ra mấy trăm trượng mới dừng lại, cuối cùng từ trên không trung rơi xuống. Mà máu tươi trong cơ thể bọn họ cũng phóng lên cao, lao vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Một kiếm giết ba gã thánh giả cao cấp. Thực lực của người này không tầm thường, mọi người không được khinh địch, phải dùng toàn lực tiêu diệt người này. Giọng nói Hoa Mộc Cận lại vang lên lần nữa. Trong phút chốc, trăm tên thánh giả cao cấp cùng mấy trăm cường giả cảnh giới thánh giả trực tiếp bao vây Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch thấy vậy thì biến sắc, cho dù Dương Diệp có thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến đấu với hơn trăm tên thánh giả cao cấp cùng mấy trăm thánh giả. Trăm tên thánh giả cao cấp đấy, bọn họ hoàn toàn có thể bao vây tấn công bán đế. Nếu như Dương Diệp không bị thương, có lẽ còn có thể chống lại trong thời gian ngắn. Nhưng Dương Diệp lúc này lại đang bị thương nặng. Chợt có một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra. Nhìn thấy bóng đen này, đồng tử của Hiểu Vũ Tịch đột nhiên co lại. Đó là Dương Diệp. Lúc này, trên người của Dương Diệp đầy vết thương. Thậm chí rất nhiều nơi còn lồi lõm biến hình. Có thể nói, sở dĩ hắn có thể chống lại trăm tên thánh giả cao cấp và mấy trăm thánh giả là dựa vào cơ thể mạnh mẽ. Bởi vì một ít thánh giả căn bản khó có thể vỡ ra phòng ngự của hắn, nhưng phòng ngự thân thể có mạnh mẽ cũng không chống đỡ nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa, một vài thánh giả cao cấp đã có thể phá được phòng ngự của hắn. Hắn đã như nỏ mạnh hết đà, giết. Hoa Mộc Cận vung tay phải lên và bắn về phía Dương Diệp trước tiên. Những thánh giả cao cấp cùng thánh giả bình thường cũng vội vàng di chuyển theo phía sau Hoa Mộc Cận. Đúng lúc này, một chùm tia sáng màu lam trong suốt đột nhiên từ trên trời cao đánh xuống, cuối cùng tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp cũng biến thành màu lam trong suốt. Tinh thần hộ thể thuật chân chính. Tay trái của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay. Khi huyết kiếm vừa vào vỏ, trong phút chốc đã được Dương Diệp rút ra. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí màu đỏ chợt lóe lên. Phía xa đã có một thánh giả cao cấp trực tiếp bị chém thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ theo máu tươi bắn ra không trung, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. 100 đường trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Đây là trảm thiên bạt kiếm thuật được gia tăng thêm sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô. Một kiếm chém thánh giả cao cấp. Trong phút chốc, huyết kiếm trong tay Dương Diệp lại được tra vào vỏ. Sau đó rút ra. Kiếm khí nhanh chóng hiện ra,
đầu một thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông lập tức bay ra ngoài. Huyết kiếm vào vỏ, rút kiếm. Không đầy ba hơi thở, Dương Diệp đã rút kiếm 10 lần khiến 10 thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông ngã xuống. Mà lúc này, Dương Diệp đã bị các cường giả của Thiên Vũ Tông bao vây. Tuy nhiên lần này Dương Diệp không bị đánh thảm giống như lần trước nữa. Dưới lực ngôi sao bảo vệ, Dương Diệp cứng rắn chống đỡ tấn công của mọi người xung quanh, cho dù không chịu nổi, nhưng đúng là chống đỡ được. Dương Diệp đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Dưới tình huống này, hắn cũng không có cách nào phòng ngự được. Hễ là huyền giả bị Dương Diệp nhằm vào thì bất kể là thánh giả bình thường hay là thánh giả cao cấp đều gần như phải chết. Còn chưa tới nửa khắc, đã có 20 thánh giả cao cấp lại ngã xuống. Về phần thánh giả bình thường lại chết gần 100 người. Điều đáng để nói tới là NX cường giả thánh giả ngã xuống, lúc linh khí của bọn họ tiêu tán đều sẽ tập trung về phía ngực của Dương Diệp, giống như máu của bọn họ tập trung về phía huyết kiếm trong tay Dương Diệp vậy. Hút máu là hành vi của Táng Thiên, hút linh khí thì dĩ nhiên là do Tiểu Bạch làm. Tuy nhiên nàng không dám xuất hiện, chỉ có thể len lén hút. Bởi vì lực phòng ngự của Dương Diệp quá khủng khiếp, các cường giả Thiên Vũ Tông càng đánh càng kinh ngạc. Kiếm đạo của Dương Diệp rất mạnh, đặc biệt nắm giữ hai loại ý cảnh, cộng thêm cầm một thanh hung kiếm đế cấp, mỗi một kiếm đều vô cùng đáng sợ. Thánh giả cao cấp còn tốt, thánh giả bình thường bị hắn chém phải đều sẽ chết. Nếu chỉ như vậy còn đỡ, bởi vì Dương Diệp có mạnh mẽ mấy cũng chỉ có một người, cũng không phải là đế giả. Nhưng vấn đề là phòng ngự của hắn. Phòng ngự của Dương Diệp thật sự quá kinh khủng. Ngoại trừ số ít người ở đó, những người khác căn bản không có cách nào phá được phòng ngự của Dương Diệp lúc này. Mà cho dù số ít người kia vỡ được phòng ngự của Dương Diệp, tạo thành tổn thương nhất định cho hắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, trải qua cuộc chiến đấu kịch liệt, người bên phía Thiên Vũ Tông chết càng nhiều. Cho dù nhìn qua Dương Diệp có bị thương nặng, nhưng hắn vẫn còn có sức lực chiến đấu, hơn nữa còn đặc biệt khủng khiếp. Sau một lúc lâu, khoảng 30 tên thánh giả cao cấp ở đó đã ngã xuống, cường giả bán thánh thì chết gần 200 người. Vẻ mặt Hoa Mộc Cận rất khó coi, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Bắt Hiểu Vũ Tịch. Chỉ cần bắt Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp sẽ phải giơ tay chịu trói. Những thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông đang giao đấu cùng Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Lập tức có một thánh giả cao cấp bỏ qua việc bao vây tấn công Dương Diệp. Xoay người lao về phía Hiểu Vũ Tịch. Những thánh giả cao cấp còn lại thì vây chặt lấy Dương Diệp. Trong đám người, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Hoa Mộc Cận. Sắc mặt Hoa Mộc Cận biến đổi. Mà lúc này, Dương Diệp hóa thành một đường ánh sáng máu tiêu tan. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở phía sau Hoa Mộc Cận. Suy! Đầu của Hoa Mộc Cận trực tiếp bay lên cao, máu phun ra giống như nước suối. Hai mắt Hoa Mộc Cận vẫn trợn tròn, đầy vẻ khó tin. Rõ ràng đến khi chết nàng vẫn không ngờ mình lại bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Một kiếm kia nhanh đến cực hạn. Dương Diệp không để ý tới Hoa Mộc Cận, chân phải dẫm mạnh vào không trung, trong phút chốc không gian đổ nát, hắn hóa thành một đường ánh sáng máu và lập tức biến mất. Phía xa, thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông đang vọt tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch đột nhiên trợn tròn hai mắt, trong phút chốc đầu nàng cũng bay ra ngoài không khác gì Hoa Mộc Cận. Nhưng Dương Diệp lại thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Nếu như không phải có huyết kiếm trong tay hắn chống đỡ, hắn hẳn đã ngã xuống rồi. Lúc này, làn da màu lam trong suốt trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi ở trên người hắn cũng hiện ra những vết lõm sâu. Đặc biệt là trước ngực cùng phía sau lưng đã hoàn toàn biến dạng. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, chạy về phía Dương Diệp. Nhưng khi nàng còn cách Dương Diệp ba trượng đã bị một sát ý khủng khiếp làm cho chấn động liên tục lùi lại phía sau. Hai tay Dương Diệp nắm chặt huyết kiếm, xung quanh có rất nhiều cột máu tập trung về phía hắn, ánh sáng trên người hắn càng lúc càng đỏ, lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, sát ý cùng lệ khí vô tận không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Nhìn Dương Diệp lúc này giống như một vị sát thần. Vũ Tịch, không nên tới gần ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lên tiếng, con mắt phải của Dương Diệp vốn tỉnh táo đã bắt đầu đổi màu. Bởi vì giết chóc quá nhiều. Kiếm ý cảnh giới hư vô đã sắp không đè ép được sát ý cảnh giới hư vô. Giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Phía xa, đám người Thiên Vũ Tông nhìn thấy bộ dạng của Dương Diệp như vậy thì lập tức vui mừng, lấy tầm mắt của bọn họ tất nhiên có thể thấy được, lúc này không chỉ huyền khí của Dương Diệp đã sắp cạn kiệt, hơn nữa còn bị thương nặng.
Có thể nói hắn thật sự là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần bọn họ tăng thêm sức lực, Dương Diệp có thể sẽ chết. Mọi người bắn nhanh về phía Dương Diệp. Nhìn thấy đám người Thiên Vũ Tông xông tới đánh mình, trong mắt Dương Diệp thoáng hiện lệ khí, tay phải hắn thả lỏng, huyết kiếm hóa thành một đường ánh sáng máu tiến vào trong cơ thể hắn, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, trong phút chốc, không gian xung quanh bắt đầu chấn động mãnh liệt. Khí thế. Một khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong không trung nơi đây. Trong phút chốc, quyền phải của Dương Diệp chợt đánh về phía trước. Ầm. Một lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong đầu nắm tay của Dương Diệp chút xuống, không gian trước mặt hắn lập tức đổ nát. Ở đó không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, rất nhiều đường máu không ngừng tràn vào huyết kiếm trong tay của Dương Diệp. Sau một lát, không gian phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông chỉ còn lại có 30 tên. Thánh giả bình thường gần như đã chết sạch, về phần những huyền giả bình thường còn lại thì không có cách nào tính toán hết. Mặc dù 30 tên thánh giả cao cấp còn lại không có chết, nhưng đều bị trọng thương. Lúc này, bọn họ đều đang kinh hãi nhìn Dương Diệp. Giờ phút này, trong lòng bọn họ thật sự sợ hãi. Khi một giọt máu cuối cùng tiến vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp, con mắt của hắn vốn còn tỉnh táo đã lập tức biến thành màu đỏ, gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Dương Diệp lè lưỡi liếm máu tươi tràn ra ở bên khóe miệng, tham lam nói. Món ăn ngon tới mức nào chứ? Huyền khí cạn kiệt, một. Hắn điên rồi. Một thánh giả cao cấp Thiên Vũ Tông run giọng nói. Hắn đã hoàn toàn bị sát nghiệm khống chế, hắn điên rồi. Suy. Tên thánh giả cao cấp này vừa nói xong, một đường ánh sáng máu chợt lóe lên, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Giết. Giọng nói dữ tợn của Dương Diệp vang lên ở trong không trung rồi lập tức biến mất. Rất nhiều đường ánh sáng máu bắn nhanh về phía 29 tên thánh giả cao cấp còn lại. Rút lui. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thánh giả cao cấp còn lại đều biến sắc, bọn họ cũng không kịp để ý tới mệnh lệnh của tông chủ, lập tức xoay người lao nhanh về phía Thiên Vũ Tông. Lúc này, Dương Diệp đã nhập ma, quan trọng nhất là lực lượng thanh kiếm trong tay hắn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đám người ở trong sát ý cùng lệ khí này cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù không đến mức khiến bọn họ bị ăn mòn thành một bộ máy giết chóc, nhưng thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, bởi vì bọn họ phải phân ra một phần tinh lực để chống lại sát khí cùng lệ khí của Dương Diệp. Nói tóm lại, lúc này bọn họ sợ hãi. Bọn họ đã không dám đối mặt với Dương Diệp nữa. Nhưng Dương Diệp lại không có ý định sẽ bỏ qua cho bọn họ, hắn lập tức đuổi theo. Cho dù cảnh giới Dương Diệp thấp hơn bọn họ, nhưng tốc độ của Dương Diệp lại hoàn toàn không yếu hơn. Khi Dương Diệp đuổi theo một thánh giả cao cấp, hắn chợt rút kiếm chém ra một phát. Một đường kiếm khí đỏ như máu chợt lóe lên ở phía chân trời. Suy! Cơ thể thánh giả kia ở Dương Diệp trước mặt trực tiếp tách ra. Dương Diệp không hề dừng lại, cả người hóa thành một đường ánh sáng máu tiêu tan, đuổi theo một gã thánh giả cao cấp khác. Hiểu Vũ Tịch có phần sững sờ, sau đó vội vàng đuổi theo Dương Diệp. 10 con rối thánh giả bảo vệ nàng cũng lập tức đi theo. Chẳng bao lâu, Hiểu Vũ Tịch đã đi tới bên ngoài sơn môn của Thiên Vũ Tông. Mà lúc này, Dương Diệp đã giết thêm 3 gã thánh giả cao cấp nữa. Lúc này, tất cả Thiên Vũ Tông đều bị một màn ánh sáng bao phủ. Dương Diệp cầm huyết kiếm trong tay chém từng kiếm vào màn ánh sáng này khiến nó không ngừng chấn động. Ở dưới màn ánh sáng này, là rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông. Lúc này, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều đang nhìn Dương Diệp đứng ở phía chân trời giống như người máu kia. Ở trên mặt Dương Diệp vẫn tươi cười đầy tà mị, nụ cười này thật dọa người. Hắn muốn làm gì? Nhìn Dương Diệp chém hết một kiếm tới kiếm khác vào màn ánh sáng, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông rất kinh hãi. Gần 100 thánh giả cao cấp và mấy trăm thánh giả đều thất bại thảm hại ra về, nếu để cho Dương Diệp phá được màn ánh sáng này, ở đây liệu có ai có thể ngăn cản được hắn chứ? Không, bán đế không xuất hiện thì sẽ không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Làm càn! Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ vang vọng ở bên trong Thiên Vũ Tông. Một lão bà xuất hiện ở đó, cách màn ánh sáng nhìn Dương Diệp và phẫn nộ quát lên. Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp quay đầu liếc nhìn lão bà, vẻ mặt lão bà kia lập tức biến đổi, theo bản năng lùi lại một bước. Lúc này, trong mắt Dương Diệp giống như một biển máu, cho dù là cách một trận phòng hộ, sát khí cùng lệ khí trong đó cũng không khỏi làm cho tim lão bà này phải đập nhanh.
không thể để cho Dương Diệp vào Thiên Vũ Tông được, gạch chéo ngược. Đây là suy nghĩ của lão bà lúc này. Thực lực cùng phòng ngự của Dương Diệp quá khủng khiếp, một khi để cho hắn xông vào Thiên Vũ Tông, cho dù mọi người trong Thiên Vũ Tông có thể giết chết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Thiên Vũ Tông đã không thể tiếp tục tổn thất thêm cường giả được nữa. Dương Diệp không để ý tới lão bà, chỉ cầm huyết kiếm chém mạnh vào màn ánh sáng này. Các đệ tử Thiên Vũ Tông nghe lệnh, Thiên Vũ trận. Đúng lúc này, giọng nói lão bà vang lên ở trong Thiên Vũ Tông. Lão bà vừa dứt lời, ở đó, mấy vạn đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng tiến vào vị trí, tập hợp thành một trận thế hình vòng tròn rất lớn. Tiếp theo, mọi người vung hai tay và tạo kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Thủ ấn vừa xuất hiện, một vòng ánh sáng màu xanh lam rất lớn đã xuất hiện ở dưới chân mọi người và nhanh chóng xoay tròn. Trong phút chốc, tất cả linh khí của Thiên Vũ Tông đều lao về phía vòng tròn này. Giết! Giọng nói lạnh lùng của lão bà vang lên trong không trung. Giết! Mấy vạn tên đệ tử Thiên Vũ Tông cùng phẫn nộ hét lên, trong cơ thể bọn họ đều có một chùm ánh sáng màu xanh lam phóng ra. Trong phút chốc, mấy vạn chùm ánh sáng màu xanh lam phóng lên cao và tập trung lại thành một chùm ánh sáng lớn tới mấy trăm trượng, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp ở bên ngoài màn ánh sáng. Bên ngoài màn ánh sáng, Dương Diệp đột nhiên dừng lại và nhìn về phía chùm ánh sáng kia, theo bản năng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cho dù lúc này thần trí của hắn có phần không minh mẫn, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Bây giờ, hắn chẳng qua chỉ muốn giết người, khát vọng giết người, về những phần khác, ví dụ như ý thức chiến đấu đều đặc biệt bình thường. Giết! Dương Diệp phẫn nộ hét lên một tiếng, hai tay cầm huyết kiếm chợt chém về phía chùm tia sáng đó. Một đường kiếm khí màu máu bắn ra khỏi huyết kiếm của hắn và va chạm vào chùm ánh sáng kia kia. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời. Trong ánh mắt mọi người, đường kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát, chùm ánh sáng màu xanh lam với lao đi với tốc độ không giảm, lập tức đánh vào trước ngực Dương Diệp ở phía sau kiếm khí màu máu kia. Phụt! Dương Diệp lập tức phun ra một ngụm máu tươi và lùi lại gần nghìn trượng. Mà lúc này, làn da màu lam trong suốt trên người hắn càng rạn nứt nhiều hơn. Tốt! Bên trong Thiên Vũ Tông, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông bắt đầu hoan hô. Một đòn này làm cho bọn họ lấy lại lòng tin. Dương Diệp có mạnh mẽ mấy cũng làm sao có thể địch nổi mấy vạn cường giả liên thủ chứ? Hắn chỉ mới là bán thánh, mà không phải đế giả. Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy Dương Diệp bị thương thì biến sắc, phóng về phía hắn. Nhưng giống như lần trước vậy, nàng còn chưa tới gần hắn đã bị sát ý trên người của hắn đẩy lui. Hiểu Vũ Tịch nắm chặt hai tay, trong mắt đầy sát ý và sự bất đắc dĩ. Phía xa, Dương Diệp lè lưỡi liếm vết máu tươi bên khóe miệng, hắn hoàn toàn không để ý tới những vết thương trên người, tay trái khẽ động. Vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, huyết kiếm trong tay hắn cắm vào vỏ kiếm cổ, bước trong không trung đi về phía Thiên Vũ Tông. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Thiên Vũ Tông thay đổi, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp này vẫn không bỏ qua. Giết! Đúng lúc này, giọng nói của lão bà kia lại bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Rất nhiều chùm ánh sáng màu xanh lam lại phóng lên cao. Giống như lần trước, những chùm ánh sáng màu xanh lam cuối cùng tụ lại thành một chùm tia sáng rất lớn, khi chùm tia sáng này xuất hiện, không gian đều bắt đầu chấn động. Chém! Phía chân trời, giọng nói dữ tợn của Dương Diệp vang vọng, hắn chợt rút kiếm chém ra một phát. Một điểm sáng màu máu chợt lóe lên, ở rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì điểm sáng màu máu lại va chạm vào chùm tia sáng rất lớn kia. 120 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chống chất. Yên tĩnh trong chớp mắt. Ở trong ánh mắt mọi người, chùm ánh sáng màu xanh lam kia trực tiếp tách làm đôi, kiếm khí đỏ như máu đánh thẳng vào màn ánh sáng bảo ô vệ Thiên Vũ Tông. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh, trên đó đã xuất hiện vài vết nứt. Nhị Đần thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều hoảng hốt. Mà vào lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước màn ánh sáng này, táng thiên trong tay hắn xê đặt lên trên màn ánh sáng này, mũi kiếm xoay tròn, pháp tắc tiêu vong theo táng thiên thẩm thấu vào trên màn ánh sáng này. Khi pháp tắc tiêu vong xuất hiện ở trên màn ánh sáng này bắt đầu chấn động mãnh liệt, sau đó mỏng dần. Phía dưới, đồng tử của tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông co mạnh. Đại trận bảo vệ tông này có thể ngăn cản được cả bán đế đấy. Phải nói rằng,
Muốn phá hỏng đại trận này thì cần ít nhất 3 gã bán đế liên thủ mới có thể làm được. Mà bây giờ, Dương Diệp tự nhiên lấy sức một người đã khiến màn ánh sáng này phải chấn động. Dương Diệp này cuối cùng là một yêu nghiệt thế nào? Tất cả mọi người, chuẩn bị. Đúng lúc này, giọng nói lão bà của Thiên Vũ Tông kia lại vang lên lần nữa. Trưởng lão, không được. Lúc này, một đệ tử Thiên Vũ Tông đi tới bên cạnh lão bà kia, nói. Huyền khí của các đệ tử đã tiêu hao gần hết, nếu còn phát động trận pháp, huyền khí của mọi người sẽ cạn kiệt. Tới khi đó, nếu như trận pháp bị phá, chúng ta cũng chỉ có thể bị tàn sát. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng thông báo với tông chủ, hoặc triệu hồi lão tổ hạ xuống. Triệu hồi lão tổ. Lão bà đột nhiên phẫn nộ quát. Một bán thánh đánh tới cửa, người tự nhiên bảo chúng ta triệu hồi lão tổ. Người muốn Thiên Vũ Tông chúng ta trở thành trò cười của cả trung thổ thần châu sao? Nói đến đây, lão bà hít sâu một hơi và quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta đã thông báo với tông chủ rồi, bảo tất cả mọi người lại điều động trận pháp, huyền khí của người này đã đạt được tình trạng cạn kiệt, chỉ cần huyền khí của hắn cạn kiệt thì cũng là lúc hắn chôn thân. Tên đệ tử kia do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Giết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng nói của mấy vạn đệ tử Thiên Vũ Tông vang lên lần nữa, một chùm ánh sáng màu xanh lam rất lớn lại đập về phía Dương Diệp. Cẩn thận! Bên ngoài màn ánh sáng, Hiểu Vũ Tịch vội vàng kêu lên. Dương Diệp dừng công kích màn ánh sáng này, huyết kiếm trong tay hắn chợt cắm vào bên trong vỏ kiếm cổ rồi lập tức rút kiếm chém ra một phát. Suy! Một đường kiếm khí lại bắn ra. Khi kiếm khí phát ra, trong chớp mắt này, mọi người nhìn thấy rõ ràng thân thể Dương Diệp dường như bị thứ gì đó hút cạn, thiếu chút nữa rơi từ trên không trung xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều mừng rỡ. Huyền khí của Dương Diệp đã cạn kiệt. Phía chân trời, huyết kiếm trong tay Dương Diệp cùng chùm ánh sáng màu xanh lam kia phóng ra. Rất nhiều sóng khí bắn ra, Dương Diệp bị sóng khí này chấn động phải lùi về phía sau mấy trăm trượng. Ha ha. Dương Diệp, cuối cùng thì huyền khí của ngươi cũng khô cạn. Đúng lúc này, Mạc Vân Thiên trước đó không biết ẩn nấp ở đâu đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Rút trận. Bên trong Thiên Vũ Tông, lão bà kia đột nhiên gằn giọng nói. Không được phép buông tha cho tiểu tiện nhân Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Diệp này. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đừng giết chết, để lại một hơi thở, ta muốn thiêu đốt linh hồn của bọn chúng, khiến bọn họ phải nhận hết nỗi khổ bị đốt hồn. Đây là giọng nói Phượng Tình Vũ. Đừng giết chết Hiểu Vũ Tịch, người mà Mạc Vân Thiên ta muốn lấy thì nhất định sẽ nhận được. Ta phải quan hệ với nàng ngay trước mặt Dương Diệp này, ha ha. Ta chỉ suy nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Mạc Vân Thiên cười gằn. Đúng lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tà ác. Bây giờ, cút ngay. Một. Phía chân trời, Mạc Vân Thiên nhìn Hiểu Vũ Tịch phía xa và gắn giọng nói. Đồ đê tiện, ngươi cũng dám lán ta chạy theo nam nhân khác. Ta cho mặt mũi, nếu ngươi đã không cần, đợi lát nữa ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn mất hết thể diện. Mạc Vân Thiên tất nhiên rất phẫn nộ, Hiểu Vũ Tịch là nữ nhân hắn muốn kết hôn, nhưng đối phương lại chạy theo một nam tử khác. Nếu như chuyện này truyền đi, người Trung Thổ Thần Châu sẽ nói thế nào về Mạc Vân Thiên? Đặc biệt là người con cháu Mạc gia những kẻ luôn muốn đối đầu với hắn, và cả con cháu của ba gia tộc lớn khác nữa. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, lệ khí trong lòng Mạc Vân Thiên lập tức tăng mạnh. Đồ đê tiện! Mạc Vân Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể lao nhanh về phía Hiểu Vũ Tịch. Cẩn thận! Mà vào lúc này, bên trong Thiên Vũ Tông đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Mạc Vân Thiên hơi ngẩn người ra. Trong phút chốc đã thấy có một người xuất hiện ở trước mặt hắn, một mùi máu tươi gay mũi lập tức tràn vào cơ thể hắn làm cho khí tức của hắn đông cứng, thiếu chút nữa thì nôn. Cho dù bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Mạc Vân Thiên tốt xấu gì cũng là cường giả trên võ bảng, khi ý thức có điều không ổn, hắn chợt chém xuống một kiếm. Keng! Mạc Vân Thiên cảm giác kiếm của mình chém vào một khối sắt, lực lượng chấn động mạnh mẽ khiến cánh tay hắn tê dần. Mạc Vân Thiên thầm sợ hãi, hắn nhìn xuống. Chỉ thấy kiếm của mình đang chém vào trên đầu Dương Diệp, nhưng kiếm của hắn không thể nào phá được phòng ngự của Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạc Vân Thiên lập tức trắng bệch.
tiêu đời rồi. Đây là một ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Quả nhiên, một thanh kiếm đã đặt ngang trên cổ hắn. Người ra tay tất nhiên là Dương Diệp. Huyền khí của hắn đã cạn kiệt, nhưng hắn còn có lực ngôi sao. Hơn nữa, có Tiểu Bạch thì tốc độ khôi phục huyền khí của hắn nhanh hơn sự tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Dừng tay. Một tiếng gầm thét giận dữ vang vọng, Mạc Cơ cùng một nữ nhân xinh đẹp đã xuất hiện. Cùng lúc đó, Tiêu Biệt Ly cùng Phượng Tình Vũ cũng xuất hiện ở phía chân trời. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Tất cả mọi người không ngờ được Dương Diệp vẫn còn huyền khí. Lẽ nào trước đó huyền khí của hắn không hề cạn kiệt? Sở dĩ hắn làm vậy chỉ để mê hoặc mọi người. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Thiên Vũ Tông cùng Phượng Tình Vũ rất khó coi. Đương nhiên, khó nhất nhìn vẫn là Mạc Thiên Cơ. Hắn vốn cho rằng mình có thể đi ra làm chim sẻ ở phía sau, nhưng không ngờ lại bù thêm cả mình vào. Lúc này, khi Phượng Tình Vũ, Mạc Cơ, Tiêu Biệt Ly và cả nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn thấy được hình dáng Dương Diệp, đều cảm thấy tim tự nhiên đập mạnh. Dương Diệp hoàn toàn không giống với một con người, cả người hắn đầy máu, trong ánh mắt cũng là một biển máu. Cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường lệ khí cùng sát ý phát ra trên người hắn. Hắn phải giết bao nhiêu người mới biến thành như vậy? Thả hắn ra. Mạc Cơ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp không hề có cảm xúc, chỉ có một màu máu đỏ. Trong sự tập trung chú ý của mọi người, biểu tình trên mặt Dương Diệp đang giãy giụa, đám người Tiêu Biệt Ly biết Dương Diệp đang chống lại sát ý. Rất lâu sau, mắt phải của Dương Diệp mới xuất hiện một tia tỉnh táo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Biệt Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Mà trong mắt Phượng Tình Vũ cùng Mạc Cơ lại xuất hiện một tia nghiêm trọng. Vừa rồi Dương Diệp đã hoàn toàn bị sát ý xâm chiếm, trở thành một bộ máy giết chóc. Như vậy cho dù mạnh mẽ mấy đi nữa, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là một con rối bị sát ý nô dịch mà thôi. Nhưng nếu như hắn có thể chống lại sát ý, trái lại nô dịch sát ý, vậy có vẻ đặc biệt đáng sợ. Mặc dù Dương Diệp không làm được tốt hơn, nhưng ít nhất hắn đã chống lại được sát ý. Đối với một bán thánh, phần tâm tính cùng nghị lực này đã rất khủng khiếp rồi. Thả hắn sao? Được thôi, nhưng bây giờ, người lập tức cút. 3 ngày sau, tới thư viện Bạch Lộc nhận người. Dương Diệp nhìn Mạc Cơ, trên mặt hắn đầy vẻ dữ tợn. Người dám uy hiếp ta sao? Mặt Mạc Cơ thâm trầm nói. Ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Dương Diệp gần giọng nói. Muốn hắn sống sót thì lập tức cút ngay. Mạc gia ta không bao giờ bị người uy hiếp, không bao giờ. Gương mặt Mạc Cơ cũng trở nên dữ tợn, nói. Dương Diệp, ta muốn xem thử ngươi có dám giết hắn không? Nhị thúc. Vẻ mặt Mạc Vân Thiên biến đổi, hắn đang muốn nói thì Mạc Cơ đột nhiên giận dữ hét lên. Câm miệng, ngươi là con cháu của Mạc gia, cho dù chết cũng không thể làm Mạc gia ta mất mặt được. Ngày hôm nay, ta lại muốn xem thử hắn có dám giết ngươi không? Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Nếu Mạc Vân Thiên chết, thư viện Bạch Lộc ngươi chính là kẻ địch của Mạc gia ta. Vẻ mặt của Tiêu Biệt Ly trầm xuống. Lúc này cho dù hắn đã giao đấu cùng Mạc Cơ, nhưng vẫn có thể tính là cá nhân ân oán. Nếu như Dương Diệp giết Mạc Vân Thiên, vậy ân oán cá nhân sẽ biến thành ân oán giữa thư viện Bạch Lộc cùng Mạc gia. Thư viện Bạch Lộc lúc này làm sao địch nổi Mạc gia? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, Dương Diệp lại là đột nhiên nói. Tiêu viện trưởng, nếu ta thả Mạc Vân Thiên này thì Mạc Cơ sẽ rời đi sao? Không, hắn sẽ không làm vậy. Phía sau hắn có Mạc gia. Chỉ cần có Mạc gia làm dựa, hắn sẽ đối phó với ta cùng thư viện Bạch Lộc mà không hề e ngại. Bởi vì hắn đoán chắc chúng ta không dám giết bọn chúng. Một khi giết chết bọn chúng thì chẳng khác nào phải đối địch với Mạc gia. Bởi vậy, hắn mới có thể bắt nạt chúng ta, đè ép chúng ta mà không chút kiêng kỵ. Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói. Hôm nay chúng ta nhường nhịn bọn họ, có thể đổi lấy không phải là hòa bình, mà là bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, càng bắt nạt chúng ta hơn. Hơn nữa, nếu như hôm nay chúng ta nhường nhịn, truyền ra ngoài, người của các thế lực ở Trung Thổ Thân Châu sẽ cảm thấy khí thế của thư viện Bạch Lộc chúng ta đã mất, đến lúc đó thì đừng nói là thế lực cấp toàn thạch, chỉ sợ thế lực cấp bạch kim cũng dám tới bắt nạt chúng ta. Tiêu Biệt Ly nheo mắt lại, một lát sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn làm sao không hiểu được lời Dương Diệp nói chứ? Lúc này, bất kể là Thiên Vũ Tông hay Mạc gia đều chắc chắn thư viện Bạch Lộc không dám khai chiến cùng bọn họ,
cho nên, hai phái này căn bản không nể mặt hắn. Quan trọng nhất là giống như lời Dương Diệp đã nói, nếu như hôm nay bọn họ nhường nhịn, ngày khác thư viện Bạch Lộc có thể sẽ có phiền phức vô cùng vô tận. Thế giới này chính là như vậy, con người đều thích bắt nạt những kẻ yếu hơn. Một lát, Tiêu Biệt Ly mở miệng. Ngươi tự mình xử lý, không quan tâm ngươi làm thế nào, thư viện Bạch Lộc vẫn là hậu thuẫn của ngươi. Nếu đã lên thuyền giặc Dương Diệp này, hắn tất nhiên có thể lựa chọn ngồi tới cùng. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác, buông tha Dương Diệp để đổi lấy hòa bình sao. Đừng nói đây không phải là phong cách của hắn, nếu như hắn làm như thế, lòng người trong thư viện Bạch Lộc lập tức sẽ tan rã. Hơn nữa, sau đó sợ rằng không có thiên tài nào có thể gia nhập thư viện Bạch Lộc. Chỉ cần là con người đều sẽ không gia nhập một thế lực sẵn sàng hy sinh mạng sống đệ tử của mình để đổi lấy hòa bình. Cho nên, buông tha Dương Diệp cũng tương đương với tự chui đầu vào giỏ. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Biệt Ly vẫn còn thấy mờ mịt về tương lai của thư viện Bạch Lộc. Bởi vì có học sinh điên như Dương Diệp này, thật không biết là phúc hay là họa của thư viện Bạch Lộc. Mạc Cơ nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy thì vẻ mặt càng thêm thâm trầm. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ cũng khó coi. Sở dĩ Dương Diệp lớn lối như vậy là vì sao? Bởi vì có Tiêu Biệt Ly cùng thư viện Bạch Lộc bảo bọc hắn. Nếu như không có Tiêu Biệt Ly giúp đỡ, nàng muốn giết Dương Diệp cũng chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiêu Biệt Ly lại muốn phát điên cùng Dương Diệp. Mặc dù thực lực của thư viện Bạch Lộc bây giờ đã giảm mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường được. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Người của Mạc gia kia, bây giờ ngươi có lăn hay không? Vẻ mặt Mạc Cơ rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp rất lâu, mới gần giọng nói. Không có người nào có thể uy hiếp Mạc gia ta cũng tuyệt đối không để cho người khác uy hiếp. Dương Diệp, nếu ngươi dám. À, đúng lúc này, Mạc Vân Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc, đồng tử của Tiêu Biệt Ly co lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn cũng vậy, hơn nữa còn có chút e sợ. Về phần những đệ tử Thiên Vũ Tông phía dưới thì giống như nhìn thấy quỷ vậy. Mỗi người đều há hốc miệng, ở trong mắt bọn họ không chỉ có kinh ngạc mà còn kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Vào giây phút Mạc Cơ đang nói, Dương Diệp đột nhiên cầm huyết kiếm cứa vào cổ họng của Mạc Vân Thiên giống như cưa gỗ, máu tươi phun ra khỏi cổ họng của Mạc Vân Thiên. Ngay từ lúc đầu, Mạc Vân Thiên còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chẳng bao lâu, hắn đã không kêu được nữa. Hai mắt hắn trợn tròn, đồng tử gần như lồi ra, bên trong đầy vẻ khủng hoảng cùng khẩn cầu. Cả người co giật mạnh giống như một con cừu điên. Mạc Vân Thiên nắm chặt hai tay, sát ý trong mắt đã giống như thực chất. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt cũng đầy sát ý, nhưng ngoài ra cũng có chút kiêng kỵ. Người không sợ chết không đáng sợ, đáng sợ là kẻ điên không sợ chết. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp chính là người như thế. Suy, rất nhanh, đầu của Mạc Vân Thiên đã bị Dương Diệp chậm rãi cắt xuống. Máu tươi từ cổ họng của Mạc Vân Thiên bắn lên cao. Dương Diệp cầm theo đầu của Mạc Vân Thiên và ném tới trước mặt Mạc Cơ, nói. Ngươi nói ta không dám, bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Nhìn đầu của Mạc Vân Thiên, Mạc Cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét lên giống như một con dã thú. Dương Diệp! Vừa dứt lời, Mạc Cơ đã lao nhanh về phía Dương Diệp. Nhưng Tiêu Biệt Ly lại chắn ở trước mặt hắn. Lan! Mạc Vân Thiên gầm lên giận dữ và chợt ra tay. Tiêu Biệt Ly tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ra tay rất quyết đoán. Hai người lập tức biến mất. Phượng Tình Vũ cũng không nhàn rỗi. Vào giây phút Mạc Vân Thiên ra tay, nàng cũng muốn ra tay, nhưng sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Bởi vì Dương Diệp xoay người lao về phía Thiên Vũ Tông. Giờ phút này, các đệ tử Thiên Vũ Tông đều biến sắc. Dương Diệp, ngươi dám. Phượng Tình Vũ giận dữ gầm thét lên. Bây giờ ta lại giết cho ngươi xem. Phía xa truyền đến giọng nói Dương Diệp. Tiếp theo, một đường kiếm khí đỏ như máu trực tiếp lướt qua trời cao, tiến vào trong đám người đệ tử Thiên Vũ Tông. Hoặc là rơi nước mắt, hoặc là chảy máu. Một. Vù. Kiếm khí lướt qua, cơ thể của mười mấy đệ tử Thiên Vũ Tông trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Rất nhanh, Dương Diệp đã xông vào trong đám người Thiên Vũ Tông. Lúc này hắn giống như con sói lao vào bầy dê, ở trước kiếm khí của Dương Diệp với hai loại ý cảnh gia tăng, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông ở đó căn bản không đủ sức chống lại. Lúc này,
bọn họ cũng không có tâm tư cùng dũng khí để chống lại nữ. Những chuyện xảy ra lúc trước đã khiến bọn họ khiếp sợ Dương Diệp. Thử hỏi ai có thể không sợ khi đối mặt với một sát thần như thế? Bởi vậy, khi Dương Diệp tiến vào trong đám người, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông không lựa chọn chống lại mà chạy trốn. Nếu như mọi người đồng lòng hợp lực, thật ra còn có thể chống lại Dương Diệp, thậm chí đẩy lùi Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp chỉ là một người, hơn nữa bất kể là cơ thể hay tinh thần hắn đều rất yếu. Cho nên, nếu như đám người Thiên Vũ Tông đồng lòng hợp lực, rất có khả năng sẽ đẩy lùi Di Dương Diệp. Nhưng đệ tử Thiên Vũ Tông lúc này không làm như vậy. Bọn họ đã trở nên rối loạn. Một đám người không ai dẫn dắt, lại thêm trận tuyến rối loạn. Uy hiếp của bọn họ đối với Dương Diệp là rất thấp. Dương Diệp tiến vào trong đám người chưa đến mấy hơi thở, đã trực tiếp chém chết hơn 100 người. Bên trong Thiên Vũ Tông vang lên những tiếng kêu rên. Tuy nhiên Thiên Vũ Tông tốt xấu gì cũng là thế lực cấp toàn thạch, ở đó nhanh chóng có cường giả tổ chức lại trận thế, tiến hành bao vây tấn công Dương Diệp. Nhưng khí thế của Dương Diệp lúc này đã không thể ngăn cản được nữa. Mỗi một đường kiếm khí đỏ như máu bắn ra đều sẽ lấy đi tính mạng của hơn 10 con người. Dương Diệp, ta cho ngươi đi. Đúng lúc này, giọng nói của Phượng Tình Vũ của Thiên Vũ Tông đột nhiên vang lên. Lúc này, hai tay Phượng Tình Vũ nắm chặt, vẻ mặt thâm trầm đáng sợ, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp ở trong đám người, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Thiên Vũ Tông đã tổn thất rất nhiều cường giả. Nếu cố giết Dương Diệp, cường giả cao tầng trong Thiên Vũ Tông sẽ xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng. Để cho Dương Diệp đi là hành động bất đắc dĩ, nhưng ít ra có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Dương Diệp đang ở trong đám người nghe được giọng nói của Phượng Tình Vũ thì lập tức ngừng lại, hắn xoay người nhìn về phía Phượng Tình Vũ, nói. Không cho ta đi là ngươi, cho ta đi cũng là ngươi, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ngươi không cho ta đi thì ta không được đi, bảo ta đi thì ta đi à? Dương Diệp dứt lời thì vung tay phải lên, một đường kiếm khí chém ngang ra khiến cơ thể của hơn 10 đệ tử Thiên Vũ Tông trực tiếp bị phân ra thành hai mảnh. Dương Diệp, có phải ngươi thật sự muốn chết hay không? Lúc này, Phượng Tình Vũ gằn giọng nói. Dương Diệp đang muốn nói thì nữ tử xinh đẹp áo bào xanh đột nhiên nói. Tiểu tử, mau dẫn nữ nhân ngươi đi. Lúc này Hiểu Vũ Tịch cũng nói. Chúng ta đi thôi. Lúc này thần trí của Dương Diệp không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn phân biệt được hai người bọn họ. Mặc dù Thiên Vũ Tông không có bán đế, nhưng bọn họ vẫn có lão tổ. Một khi bọn họ gọi lão tổ xuống, khi đó thì đừng nói là Dương Diệp, cho dù là Tiêu Biệt Ly cũng không thể rời đi được. Đương nhiên, không phải vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, Thiên Vũ Tông chắc chắn sẽ không gọi lão tổ. Đế giả hạ xuống linh giới sẽ phải trả giá rất lớn. Vì một bán thánh mà gọi lão tổ thì Thiên Vũ Tông cũng mất hết mặt mũi, đồng thời không chịu nổi cơn giận của lão tổ sau khi xuống đâu. Nhưng nếu như Dương Diệp cứ giết xuống, vậy Thiên Vũ Tông cũng chỉ có thể gọi lão tổ. Dương Diệp nghe được nữ tử xinh đẹp áo bào xanh cùng Hiểu Vũ Tịch nói, trong mắt lập tức tỉnh táo hơn, hắn giãy giụa rất lâu mới nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch rồi chậm rãi nhắm mặt lại, trên mặt vẫn đầy vẻ khó xử. Rất lâu, mắt của Dương Diệp càng thêm tỉnh táo. Lúc này hắn không do dự nữa, cơ thể lao tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, nói. Chúng ta đi thôi. Mục đích lần này hắn tới Thiên Vũ Tông là để cứu Hiểu Vũ Tịch, chứ không phải giết người. Trước đó hắn tàn sát đám người kia, một là để tự cứu mình, hai là ép Phượng Tình Vũ thả bọn họ đi. Bây giờ kế hoạch đã thực hiện được, nếu như còn ầm ĩ nữa thì có khả năng sẽ được một mất 10. Trong ánh mắt theo dõi của Phượng Tình Vũ cùng đám người Thiên Vũ Tông, Dương Diệp dẫn theo Hiểu Vũ Tịch bay về phía chân trời. Khi đi tới trước màn ánh sáng của Thiên Vũ Thành, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tình Vũ. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Chờ một lát. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tình Vũ, nói. Ngươi còn nói nhảm, ta sẽ không đi nữa. Phượng Tình Vũ nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Sút trận. Sau khi Phượng Tình Vũ vừa dứt lời, màn ánh sáng này chậm rãi tiêu tan. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch lập tức biến mất khỏi Thiên Vũ Thành. Từ hôm nay, Thiên Vũ Tông ta tuyên chiến với Thư viện Bạch Lộc. Truyền lệnh cho tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông ở bên ngoài, bất kỳ đệ tử nào của Thiên Vũ Tông ta ở bên ngoài nhìn thấy học sinh của Thư viện Bạch Lộc đều giết không tha. Vào giây phút Dương Diệp rời đi, giọng nói Phượng Tình Vũ vang vọng trong Bạch Lộ giới. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn.
Tiếp theo, Tiêu Biệt Ly cùng Mạc Cơ đã xuất hiện. Bên khóe miệng của Mạc Cơ hiện ra một vệt máu đỏ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Biệt Ly nhìn Mạc Cơ, khẽ nói. Mạc Cơ lau vết máu bên khóe miệng, nói. Ngươi cứ chờ đấy, chờ Mạc gia ta đến. Vừa dứt lời, Mạc Cơ đã lập tức biến mất. Nhìn về phía chân trời một lát, Tiêu Biệt Ly quay sang Phượng Tình Vũ, nói. Phượng Tông Chủ, có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình được không? Hòa bình à? Phượng Tình Vũ cười gằn nói. Tiêu Biệt Ly, người đang nói đùa với ta sao? Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói. Thế thì cứ như vậy đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp áo bào xanh, nói. Nàng hãy giúp ta đưa hai đứa trẻ này trở lại thư viện Bạch Lộc. Ta đi tiễn trưởng lão Mạc ra, thuận tiện hỏi thăm mấy người bằng hữu. Cũ, không cần phải nói, chuyện lần này tuyệt đối không có cách nào hóa giải được. Việc cấp bách bây giờ chính là nhờ bằng hữu, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia rất nhanh sẽ tiến hành trả thù. Hai thế lực cấp toàn thạch trả thù, đặc biệt là Mạc gia cũng không phải là thế lực cấp toàn thạch bình thường, đây là gia tộc cổ xưa đã truyền lại không biết bao nhiêu năm, đê nội tình của nó vô cùng khủng khiếp. Đừng nói Thư viện Bạch Lộc bây giờ, cho dù là Thư viện Bạch Lộc trước đây cũng khó có thể chống đỡ nổi hơi hích thế lực cấp toàn thạch nhằm vào. Có thể nói, Thư viện Bạch Lộc bây giờ thật sự đã đến thời điểm đứng trước sống chết sinh tồn. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly và khẽ gật đầu, sau đó lao đi, biến mất ở chân trời. Tiêu Biệt Ly cũng vậy. Ở đó chỉ còn lại Phượng Tình Vũ nắm chặt hai tay, sau một lát, giọng nói của nàng lại vang lên. Truyền lệnh, gọi tất cả trưởng lão thí luyện ở bên ngoài đều quay về tông. Chấm chấm chấm. Bên ngoài Thiên Vũ giới. Gần Bạch Lộ giới nhất là một tòa thành Bắc Minh Thành. Ở trong thành có truyền tống trận, chúng ta phải tới đó mới có thể truyền tống đến Bạch Lộ giới. Trong lòng Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Trước đó, không biết có phải vì Dương Diệp hay không, nhưng Thiên Vũ Tông cố ý khiến cho truyền tống trận ở bên trong Thiên Vũ Thành hóa thành bột mịn. Bởi vậy, hai người chỉ có thể tìm cách khác để quay về Bạch Lộ giới. Tiêu Biệt Ly cũng vậy. Ở đó chỉ còn lại Phượng Tình Vũ nắm chặt hai tay, sau một lát, giọng nói của nàng lại vang lên. Truyền lệnh, gọi tất cả trưởng lão thí luyện ở bên ngoài đều quay về tông. Chấm chấm chấm. Có thể nói, Thư viện Bạch Lộc bây giờ thật sự đã đến thời điểm đứng trước sống chết sinh tồn. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly và khẽ gật đầu, sau đó lao đi, biến mất ở chân trời. Tiêu Biệt Ly cũng vậy. Ở đó chỉ còn lại Phượng Tình Vũ nắm chặt hai tay, sau một lát, giọng nói của nàng lại vang lên. Truyền lệnh, gọi tất cả trưởng lão thí luyện ở bên ngoài đều quay về tông. Chấm chấm chấm. Bên ngoài Thiên Vũ giới. Gần Bạch Lộ giới nhất là một tòa thành Bắc Minh Thành. Ở trong thành có truyền tống trận, chúng ta phải tới đó mới có thể truyền tống đến Bạch Lộ giới. Trong lòng Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Trước đó, không biết có phải vì Dương Diệp hay không, nhưng Thiên Vũ Tông cố ý khiến cho truyền tống trận ở bên trong Thiên Vũ Thành hóa thành bột mịn. Bởi vậy, hai người chỉ có thể tìm cách khác để quay về Bạch Lộ giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, bay về phía Hiểu Vũ Tịch chỉ. Hiểu Vũ Tịch đưa tay xoa làn da rạn nứt ở trước ngực của Dương Diệp, khẽ nói. Ngươi có đau không? Ta đã quen rồi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch lập tức rơi nước mắt. Dương Diệp cúi đầu hôn lên trán Hiểu Vũ Tịch, khẽ nói. Cuộc đời của nam nhân hoặc chảy máu, hoặc là rơi nước mắt. Ta đã lựa chọn chảy máu. Đây là con đường ta chọn, cho nên có chảy máu nhiều hơn nữa thì ta vẫn tiếp tục đi tới. Nhưng rất nhiều máu của ngươi đã chảy vì chúng ta. Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Nàng là nữ nhân cậu ta không chảy máu vì nàng, chẳng lẽ còn để nam nhân khác chảy máu vì nàng sao? Vậy thì ta không đồng ý đâu. Nhưng ta thích. Đối với rất nhiều nữ nhân, các nàng hy vọng nam nhân của mình vì mình mà đi làm anh hùng, thậm chí là ma đầu. Nói tóm lại, nữ nhân quan tâm nhất là nam nhân có yêu nàng hay không. Vì nam nhân sẵn sàng bỏ qua nhân nghĩa đạo đức hoặc muôn dân trăm họ trong thiên hạ vì nữ nhân của mình, bọn họ có chết vẫn thích hắn, thậm chí còn tán thành cách làm của hắn. Chuyện này chỉ có thấy được trong các tiểu thuyết nghĩa hiệp. Con người đều ích kỷ, nữ nhân cũng vậy. Đặc biệt ở trước tình yêu. Tay Dương Diệp ôm lấy thắt lưng Hiểu Vũ Tịch siết chặt, hưởng thụ cảm giác bình yên ngắn ngủi này.
Vì sao nói là bình yên ngắn ngủi? Bởi vì hắn biết cuồng phong bão tố sẽ nhanh chóng xuất hiện. Ở dưới tốc độ cao nhất của Dương Diệp, hai người đã đi tới Bắc Minh Thành. Nơi đây cũng giống với các thành khác, muốn vào thành thì bọn họ phải đóng tiền. Dương Diệp nộp hai tử tinh thạch và bước vào Bắc Minh Thành. Bây giờ nhiệm vụ quan tâm nhất của hắn thiết chính là đưa Hiểu Vũ Tịch về Thư viện Bạch Lộc, chỉ có quay về tới đó, nàng mới có thể tạm thời an toàn. Dương Diệp không dừng lại, đi tới đài truyền tống của Bắc Minh Thành. Hai người đứng ở trong một vòng truyền tống màu xanh lam, lập tức có một ánh sáng màu xanh lam tuôn ra, hoàn toàn bao phủ lấy hai người, cơ thể của hai người bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Mà vào lúc này, ánh sáng màu xanh lam trên người hai người đột nhiên biến mất. Tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Dương Diệp, đã nhiều năm không thấy. Bán đế. Hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại, bởi vì khí thế của đối phương đang bao lấy phủ hắn và Hiểu Vũ Tịch. Người tới không có ý tốt. Còn có thể cứu được không? Một. Dương Diệp xoay người nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào đã có một người trung niên xuất hiện ở cách hắn không xa, hắn không ngờ nhận ra được người này. Người trung niên này không phải là ai khác, chính là Lục Nguyên Hạo thành chủ cổ vực thành ở đại lục huyền giả trước đây. Dương Diệp sẽ không quên ta chứ? Lục Nguyên Hạo khẽ cười nói. Sao có thể quên được? Dương Diệp nói, hắn tất nhiên sẽ không quên đối phương, trước đây hắn cùng đối phương còn là quan hệ hợp tác. Chỉ có điều bây giờ chắc chắn không phải vậy, đối phương đáng nhìn ngó tới hồng mông thái của hắn. Lục Nguyên Hạo mỉm cười, nói. Ngươi vẫn giống như trước đây, vẫn là thủ đoạn độc ác như vậy. Ta phái người đi tìm ngươi, ngươi lại trực tiếp giết chết hắn, quả nhiên hoàn toàn không nghĩ tới tình xưa. Nhưng sau chuyện này, ta đã biết Dương Diệp người đã không phải là Dương Diệp trước đây. Thánh giả không uy hiếp được ngươi, cho nên, ngày hôm nay ta đích thân đến đây. Lục Nguyên Hạo dừng lại một lát, lại nói. Thiếu chút nữa thì quên mất, bán đế ở phía sau bảo vệ của ngươi. Lúc này có lẽ nàng không rảnh để quan tâm tới ngươi đâu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt trầm xuống. Không ngờ không chỉ có một bán đế tới đây. Hắn nhìn về phía Lục Nguyên Hạo, nói. Lục thành chủ đã chuẩn bị trước khi đến à? Tất nhiên. Lục Nguyên Hạo nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi chắc hẳn biết rất rõ ràng về mục đích của ta. Ngươi đưa đồ cho ta rồi đi, ta quyết sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí nếu như ngươi muốn. Chúng ta còn có thể liên minh. Ta có thể giúp ngươi giải quyết Thiên Vũ Tông cùng với Mạc Gia. Thế nào, ta đủ thành ý rồi chứ? Ngươi nói vậy khiến ta rất động tâm. Dương Diệp mỉm cười, nói. Nhưng mà Lục Thành Chủ, ngươi đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta hay là đang sỉ nhục trí thông minh của bản thân ngươi? Ta đưa đồ cho ngươi rồi thì còn có cơ hội sống sót nữa sao? Không, vật tới tay, người đầu tiên ngươi giết chính là ta. Vì sao à? Bởi vì giết ta rồi, trên đời này sẽ không có ai biết đồ ở trên tay ngươi, ngươi nói có đúng không? Lục Nguyên Hạo nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Dương Diệp, năm đó cảnh giới cho dù của ngươi kém hơn một cấp lớn, nhưng thực lực của ngươi lại hoàn toàn không kém hơn ta. Bây giờ ta đã là bán đế, ngươi vẫn là bán thánh. Ta rất muốn biết, lúc này ngươi còn có thể yêu nghiệt giống như năm đó hay không? Ta không có lựa chọn. Không phải sao? Dương Diệp thả Hiểu Vũ Tịch ra, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó tránh qua một bên. Ngươi quả thật không có sự lựa chọn, nếu ngươi không muốn nộp ra, vậy tự ta tới lấy. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời thì đã biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng lập tức biến mất. Bành! Một tiếng nổ vang, không gian xung quanh lập tức rạn nứt. Tiếp theo, Dương Diệp cùng Lục Nguyên Hạo đã xuất hiện ở chỗ cũ. Lúc này, trước ngực Dương Diệp đã bị máu tươi nhuộm đỏ, máu từ trong những vết nứt trên cơ thể hắn tuôn ra. Mà ở khóe miệng của hắn cũng có máu tươi không ngừng tràn ra theo khóe miệng. Vẻ mặt Hiểu Vũ Tịch biến đổi, muốn tiến tới chỗ Dương Diệp nhưng lại bị Dương Diệp giơ tay ngăn lại. Quên mất, người bị thương. Lục Nguyên Hạo nói. Không chỉ bị thương, còn dường như bị thương không nhẹ. Lúc này, ta giao đấu với ngươi, có thắng cũng không anh hùng. Vậy không bằng chờ ngày khác lại chiến đấu. Dương Diệp nói. Ngươi thấy thế nào? Lục Nguyên Hạo nói. Nếu không thể, vậy cần gì phải nói nhiều chứ? Dương Diệp vừa dứt lời thì bắn ra, cùng lúc đó, cả người hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu, huyết kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Hai tay nắm chặt huyết kiếm,
Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Nguyên Hạo và chợt chém xuống. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho không gian xung quanh đổ nát. Lục Nguyên Hạo nheo mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền, cánh tay hắn lập tức biến thành màu đỏ, giống như một cái bàn ủi được nung ở nhiệt độ cao nhất. Trong phút chốc, Lục Nguyên Hạo đánh ra một quyền va chạm vào huyết kiếm của Dương Diệp. Huyết kiếm trong tay Dương Diệp cùng cánh tay của Lục Nguyên Hạo đồng thời chấn động mạnh, một ngọn lửa phóng ra khỏi bàn tay hắn, lập tức bao phủ lấy Dương Diệp, hắn cũng bước tới một bước, đánh về phía Dương Diệp ở trong ngọn lửa này đánh. Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp bị ngọn lửa bao vây quanh đã bay ngược ra ngoài, Lục Nguyên Hạo tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại muốn xông lên. Mà vào lúc này, ngọn lửa quấn quanh Dương Diệp đột nhiên biến mất, một điểm sáng màu máu chợt lóe lên. Hai mắt Lục Nguyên Hạo lập tức trợn tròn, bởi vì một thanh huyết kiếm đã đâm vào trước ngực của hắn. Tuy nhiên kiếm chỉ đâm vào không được mấy centimet, bởi vì cánh tay màu đỏ của Lục Nguyên Hạo đã nắm lấy huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Phá! Chợt có tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp vang lên, hai tay hắn nắm chặt huyết kiếm chợt xoay tròn, Lục Nguyên Hạo nhất thời bị chấn động liên tục lùi về phía sau. Huyết kiếm trong tay Dương Diệp cũng tiến vào cơ thể Lục Nguyên Hạo từng chút một. Nhưng vẻ mặt Lục Nguyên Hạo lại rất bình tĩnh. Cuối cùng ta vẫn coi thường người, cho dù cơ thể người bị trọng thương nhưng vẫn còn có chiến lực mạnh như vậy. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời, tay phải của hắn đã nắm lấy thanh huyết kiếm của Dương Diệp và lắc mạnh. Ngay lập tức, huyết kiếm của Dương Diệp run lên, sau đó hóa thành một đường ánh sáng máu bị đẩy lùi đến mấy trăm trượng. Lục Nguyên Hạo đạp trong không trung chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, không thể không nói ta rất thưởng thức ngươi. Cho dù người đến từ vị diện dưới, nhưng thiên phú cùng với tâm tính của người hoàn toàn không kém gì so với rất nhiều thiên tài ở trung thổ thần châu này. Quan trọng nhất là người đủ điên, đủ quyết đoán, còn rất can đảm. Với ba điểm này, người lại có thể sánh ngang với rất nhiều kẻ được gọi là thiên tài. Nói thật, ta rất coi trọng ngươi, thậm chí đã từng muốn cho người gia nhập Lục gia, trợ giúp ta lập gia bá nghiệp. Nói đến đây, Lục Nguyên Hạo khẽ lắc đầu, nói. Nhưng thật đáng tiếc, người nắm giữ thứ ta cần. Vật này quyết không thể để cho người ngoài biết được. Cho nên, người phải chết. Lúc này, huyền khí của người đã khô cạn, giao đồ ra, ta sẽ để người chết có chút mặt mũi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên dẫm mạnh vào không trung, cả người hóa thành một ánh sáng màu lam trong suốt bắn ra. Lục Nguyên Hạo nheo mắt lại, trong mắt có phần ngạc nhiên, nói. Lực ngôi sao, không ngờ ngươi có thể dùng lực ngôi sao. Vừa dứt lời, Lục Nguyên Hạo chợt đánh ra một chưởng, lập tức có một sóng lửa từ lòng bàn tay của hắn cuốn ra, lập tức thiêu đốt cả bầu trời. Nhưng chẳng bao lâu, một kiếm khí màu lam trong suốt lại phá vỡ biển lửa. Một ánh sao màu xanh lam chợt lóe lên, đâm thẳng vào Lục Nguyên Hạo. Tốc độ của nó rất nhanh. Tuy nhiên dù có nhanh mấy đi nữa vẫn chưa tới mức khiến Lục Nguyên Hạo không kịp phản ứng. Bàn tay hắn duỗi ra, lấy lòng bàn tay ngăn cản mũi kiếm của Dương Diệp. Keng! Một tiếng động bắt đầu vang vọng nơi đây, cánh tay Lục Nguyên Hạo chấn động mạnh, còn không ngừng đạp lên không trung lùi lại mấy trượng. Nhưng trong phút chốc, một lực lượng lửa màu đỏ tuôn ra khỏi bàn tay hắn. Bành! Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp lại bị chấn động phải lùi về phía sau mấy trăm trượng. Lục Nguyên Hạo nhìn lòng bàn tay của mình, nó đã bị đâm thủng một lỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, người quả nhiên làm cho ta càng lúc càng kinh ngạc. Ngươi là người đầu tiên ta gặp được, không chỉ có thể sử dụng huyền khí còn có thể sử dụng lực ngôi sao, có thể làm cho hai loại huyền khí cùng tồn tại ở bên trong cơ thể ngươi mà không xung đột. Chẳng lẽ là vì vật kia sao? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Lục Nguyên Hạo có vẻ hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Không đợi Dương Diệp nói, Lục Nguyên Hạo lại nói. Ta đã nóng lòng không chờ được, muốn xem thử thần vật trong truyền thuyết này rồi. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời lại muốn ra tay, mà vào lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp chấn động mạnh. Tiêu Biệt Ly đã xuất hiện, cả nữ tử xinh đẹp áo bào xanh cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Biệt Ly. Mà ở bên cạnh Lục Nguyên Hạo cũng có thêm một lão già áo bào đen. Người cuối cùng đã chạy đến. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn thấy Tiêu Biệt Ly thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước đó bị ngăn cản, nàng đã biết có chuyện không ổn, bởi vậy vội vàng truyền âm thông báo với Tiêu Biệt Ly. Thật may là Tiêu Biệt Ly chạy về kịp. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly,
vẻ mặt Lục Nguyên Hạo lập tức trầm xuống. Người của Lục gia sao? Tiêu Biệt Ly nhìn Lục Nguyên Hạo với vẻ mặt thâm trầm. Tiêu viện trưởng thậm chí còn không sợ Mạc gia, hẳn cũng sẽ không sợ Lục gia ta. Lục Nguyên Hạo khẽ nói. Tiêu Biệt Ly nói. Ta không hiểu vì sao Lục gia ngươi phải ra tay với học sinh của thư viện Bạch Lộc ta. Các ngươi tính giúp Thiên Vũ Tông, thậm chí là Mạc gia sao? Nhưng ta cảm giác không phải như vậy. Lục Nguyên Hạo nói. Tiêu viện trưởng không cần đoán nữa. Ta ra tay với hắn là bởi vì một ít ân oán năm xưa. Tuy nhiên, nếu tiêu viện trưởng đã tới thì xem ra ân oán này chỉ có thể chờ sau đó xử lý. Dương Diệp, tiêu viện trưởng, lần sau chúng ta gặp lại. Ta tin tưởng lấy tình cảnh trước mắt của thư viện Bạch Lộc các ngươi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Lục Nguyên Hạo nói xong, hắn cùng lão giả áo bào đen bên cạnh đã trực tiếp biến mất. Tiêu Biệt Ly siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt thâm trầm. Vẻ mặt nữ tử xinh đẹp cũng có chút thâm trầm, tình cảnh của thư viện Bạch Lộc lúc này có thể là bị dồn vào đường cùng rồi. Một lát sau, Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu, nói. Xem tiểu tử kia thế nào. Hắn nói xong, hai người xoay người nhìn về phía Dương Diệp, thấy Dương Diệp đang rơi thẳng xuống, vẻ mặt hai người biến đổi. Nữ tử xinh đẹp lao nhanh tới phía sau Dương Diệp, để hắn rơi vào trong lòng nàng. Khi hai người nhìn thấy vết thương trên người của Dương Diệp thì nhất thời hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này còn có thể cứu được sao? Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, trong giọng nói rõ ràng không tự tin. Trò chơi mới vừa bắt đầu. 1. Dương Diệp bị thương nặng đến trình độ nào? Lúc này, cả người Dương Diệp đã không giống là người nữa. Vết nứt trên người hắn đã đến một trình độ đặc biệt kinh người, đặc biệt là trước ngực lớn gần bằng cánh tay. Lại giống như bị người ta mở ngực mổ bụng vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ và thậm chí là cả trái tim bên trong. Có thể nói, Dương Diệp hẳn phải chết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác hẳn vẫn còn hít thở, còn sống. Sở dĩ Dương Diệp bị thương nặng như thế cũng là rất bình thường. Ở Thiên Vũ Tông, hắn đánh với Thiên Vấn Lan một trận, đã bị thương. Cuối cùng ở bên trong Thiên Vũ Tông, hắn dựa vào sát ý cùng lệ khí và một ý chí chiến đấu mới có thể đại sát ở bên trong Thiên Vũ Tông. Mà lúc này, hắn càng bị thương nặng hơn, có thể nói là đã đến một tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông Tử Khí đang không ngừng chữa trị cho hắn, hắn đã chết ở Thiên Vũ Tông rồi. Bởi vì có Hồng Mông Tử Khí chữa trị, hắn mới còn có sức lực chiến đấu. Nhưng vừa rồi hắn đánh với Lục Nguyên Hạo một trận chính là cọng rơm cuối cùng. Cơ thể hắn cũng không chịu nổi. Hồng Mông Tử Khí mặc dù có năng lực chữa trị nghịch thiên, nhưng cũng chịu không được khi hắn tàn phá cùng tiêu hao cơ thể của mình như thế, càng không cần phải nói tới bị Lục Nguyên Hạo đánh cho thương nặng. Nhìn Dương Diệp trong lòng nữ tử xinh đẹp, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly vô cùng nghiêm trọng, nói. Đi thôi, chúng ta về thư viện trước đã. Thư viện Bạch Lộc. Trong một gian mật thất, bên trong gian phòng chỉ có bốn người, đó là Dương Diệp nằm dưới đất. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh này cùng Tiêu Biệt Ly và Hiểu Vũ Tịch. Người này, Cedeon là người sao? Nữ tử xinh đẹp khẽ nói. Cơ thể tiêu hao đến mức đó mà hắn vẫn có thể giao đấu cùng một tên bán đế. Hắn, đúng là một quái thai. Tiêu Biệt TC Ly trầm giọng nói. Nếu như vừa rồi chúng ta tới chậm một chút, cơ thể hắn có lẽ đã trực tiếp vỡ nát rồi. Nữ tử xinh đẹp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Hắn ở thư viện Bạch Lộc của ngươi có thể là phúc, cũng có thể là họa. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, hắn tất nhiên biết ý của nàng. Phúc dĩ nhiên là tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp. Tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp lợi hại không? Không thể nói là lợi hại mà phải nói là khủng khiếp. Lấy thực lực của bán thánh giết bán đế, hơn nữa còn ở bên trong Thiên Vũ Tông giết tới long trời lở đất, thực lực như vậy khiến người ta kinh sợ. Ngoài việc đó ra, nghị lực cùng tâm tính của Dương Diệp cũng rất khủng khiếp, ngay cả một kiếm giữ có cấp bậc vượt xa hắn mà hắn còn có thể trấn áp, nghị lực cùng tâm tính này phải kinh khủng tới mức nào. Có thể nói, sau này Dương Diệp nhất định sẽ không tầm thường, lại giống như những thiên tài trên võ bảng vậy. Nhưng điều này đồng thời cũng là họa. Không nói gì khác, Dương Diệp mới gia nhập Thư viện Bạch Lộc không được mấy ngày, Thư viện Bạch Lộc đã phải đối địch cùng hai thế lực cấp toàn thạch. Nếu như thêm Lục gia nữa thì chính là ba. Một khi làm không tốt, thư viện Bạch Lộc sẽ có thể bị hủy diệt. Rất lâu sau, Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi, nói.
Thư viện Bạch Lộc ta đã không có lựa chọn nào khác. Thắng thì thư viện Bạch Lộc hưng thịnh, thua thì thư viện Bạch Lộc chết. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, trong mắt có phần dịu dàng và khẽ nói. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, dù sao thư viện Bạch Lộc ngươi bây giờ cũng nửa chết nửa sống, không bằng liền theo tiểu tử này cố gắng điên cuồng một lần, không chừng còn có thể xuất hiện khả năng xoay chuyển. Nếu không chắc hẳn cả đời ngươi cũng không dám đi gặp tiền bối thư viện Bạch Lộc. Tiêu Biệt Ly cười gượng, nói. Không nói những chuyện này nữa, để ta xem thử tình trạng của tiểu tử này như thế nào. Nói xong, Tiêu Biệt Ly đi tới trước mặt Dương Diệp, trong mắt Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh đều có chút kinh ngạc. Bởi vì cơ thể Dương Diệp không ngờ đã khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục này còn rất nhanh. Ngoại trừ số ít chỗ bị thương vô cùng nghiêm trọng ra, còn lại rất nhiều vết thương nhỏ đã hoàn toàn khôi phục. Chuyện này, Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh đều kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch tất nhiên biết nguyên nhân, nhưng nàng biết mình không thể để lộ ra vật trong cơ thể Dương Diệp. Bởi vậy, nàng hơi trầm ngâm, sau đó nói. Có lẽ có liên quan đến thể chất của hắn. Thể chất? Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra, sau đó kiểm tra thể chất của Dương Diệp. Một lát sau, hắn liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch và hình như hiểu rõ điều gì đó nhưng không còn hỏi vấn đề này nữa. Chúng ta có cần chuẩn bị cho hắn ít đồ chữa thương không? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, nói. Trước đây không quan tâm hắn bị thương nặng tới mức nào đều sẽ tự động chữa trị. Cho nên chúng ta chỉ cần cho hắn thời gian là được. Nếu như đến lúc đó có vấn đề gì, ta sẽ thông báo các ngươi được không? Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi cố gắng chăm sóc cho hắn. Có việc gì cứ nói cho chúng ta biết. Tiêu Biệt Ly nói xong thì cùng nữ tử xinh đẹp xoay người rời khỏi mật thất. Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp đi rồi, Hiểu Vũ Tịch quỳ ngồi ở trước mặt Dương Diệp, nhìn những vết thương trên người của Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch chậm rãi rơi nước mắt, dần dần, mái tóc màu xanh của nàng cũng đổi màu, chẳng bao lâu đã biến thành màu trắng. Hạo khí điện trong thư viện Bạch Lộc. Trong đại điện chỉ có ba người và Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp và Tô Sĩ Hà. Trong đó yên tĩnh không có tiếng động, bầu không khí có chút áp lực, nặng nề. Rất lâu sau, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Tô Sĩ Hà, nói. Nói một chút xem. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó nói. Thiên Vũ Tông đã tuyên bố khai chiến với Thư viện Bạch Lộc ta, Mạc Gia cũng tuyên bố khai chiến cùng Thư viện Bạch Lộc ta, ngoài việc đó ra. Một ít thế lực phụ thuộc Thiên Vũ Tông cùng với Mạc Gia đều khai chiến với chúng ta. Còn nữa, ta nhận được tin tức, có người nhìn thấy bóng dáng người của Pháp Phái ở gần chỗ chúng ta. Nói cách khác, lần này Pháp Phái nhất định sẽ chen chân vào. Đều là kẻ địch. Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi, giờ phút này hắn dường như đã già đi rất nhiều. Tình hình quả thật không lạc quan. Tô Sĩ Hà dừng lại một lát mới nói tiếp. Là rất không lạc quan. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó nói. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử rèn luyện ở bên ngoài, còn có đệ tử rèn luyện ở ngoài vực đều lập tức trở về thư viện. Còn nữa, mở ra đại trận bảo vệ tông của Bạch Lộ Giới, tất cả tử tinh thạch trong thư viện đều phân phát cho các học sinh, lập tức mở ra huyền bảo các để cho tất cả học sinh tiến vào trong lựa chọn huyền bảo. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, Tô Sĩ Hà biến sắc nói. Đã nghiêm trọng đến mức như vậy xoa. Còn muốn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng. Tiêu Biệt Ly nói. Còn nữa, triệu tập những cường giả bán thánh trở lên bên trong Bạch Lộ Thành, để bọn họ tạo thành một đội bảo vệ sẵn sàng chờ lệnh bất kỳ lúc nào. Cường giả trong thư viện, tất cả bán thánh cao cấp trấn giữ ở lối vào của Bạch Lộ Thành, các học sinh còn lại, đặc biệt những học sinh từng tu luyện qua kỹ năng liên thủ cùng với trận pháp, bảo bọn họ gia tăng rèn luyện kỹ năng liên thủ cùng trận pháp, đồng thời chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Tô Sĩ Hà hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết thời điểm thư viện Bạch Lộc sống chết tồn vong đã đến. Sĩ Hà, người phái hai nhóm người, tốt nhất đều có thực lực cường đại, đi tuần tra ở trong thành, hễ là có người làm loạn lòng dân chúng hoặc có gì mờ ám, trực tiếp giết không tha. Tiêu Biệt Ly nói. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui ra ngoài. Tô Sĩ Hà đi rồi, Tiêu Biệt Ly ngồi xuống trên ghế và im lặng thật lâu. Trước đó ngươi đi tìm mấy bằng hữu cũ này, bọn họ không đến à? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nói. Ta không có đi. Tiêu Biệt Ly nói.
Vì sao? Tiêu Biệt Ly nói. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui ra ngoài. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nhìn Tiêu Biệt Ly một lát, sau đó nói. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn luôn suy nghĩ cho người khác giống như năm đó. Tiêu Biệt Ly quay đầu lại nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh, nói. Linh Nhi, nàng cũng đi đi. Ta là một tán tu, không tông môn, cũng không có thế lực, sẽ không liên lụy tới người khác. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nhìn Tiêu Biệt Ly, cười nói. Nhiều năm phiêu lưu như vậy, ta cảm thấy có chút mệt mỏi rồi. Thư viện Bạch Lộc của ngươi chắc hẳn vẫn thiếu trưởng lão hoặc phó viện trưởng gì đó, ngươi xem ta có thích hợp không? Nàng cần gì phải làm vậy? Tiêu Biệt Ly khẽ nói. Ngươi biết ta ghét nhất ở ngươi đê yêu gì không? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nói. Ta ghét nhất chính là tính không cương quyết của ngươi, còn cả tính luôn tự cho mình là đúng nữa. Có đôi khi ngươi cảm thấy hành vi của mình là muốn tốt cho đối phương, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới chưa, điều này thật ra cũng không phải là điều đối phương muốn. Đối phương muốn là muốn cùng ngươi đối mặt với khó khăn, mà không phải là ngươi một thân một mình đối mặt với khó khăn, hiểu chưa? Tiêu Biệt Ly nhìn nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh rất lâu, khi thấy nàng nước mắt lưng tròng, trong lòng Tiêu Biệt Ly hơi đau xót. Một lát sau, hắn cười nói. Ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa. Sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết. Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh lập tức mỉm cười. Sau một lúc lâu, nàng nói. Ngươi thật sự không cần nhờ những bằng hữu cũ giúp đỡ sao? Ngươi phải biết rằng, nếu như Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông đồng thời ra tay, cho dù có đại trận bảo vệ tông thì chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Tiêu Biệt Ly lắc đầu, nói. Lấy giao tình của ta với bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ tới. Nhưng ta không thể hại bọn họ. Nếu như bọn họ đều chỉ có một mình, ta chắc chắn sẽ lập tức thông báo với bọn họ. Nhưng bọn họ đều còn có lo lắng. Ta kéo bọn họ vào sẽ hại chết rất nhiều người thân của bọn họ. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, sau đó khẽ gật đầu và không khuyên nữa. Làm người thì không thể ích kỷ. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nói. Gặp chuyện không may rồi, đi thôi. Nói xong, Tô Sĩ Hà lập tức biến mất. Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp cũng biến mất khỏi đại điện. Trên tường thành của Bạch Lộ Thành, Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh lộ ra vẻ mặt rất khó coi. Ở dưới tường thành có 5 bộ quan tài, bên trong có 5 người. Tất cả đều là học sinh của Thư viện Bạch Lộc, mà ở trên mặt đất còn có nhóm chữ bằng máu. Trò chơi mới vừa bắt đầu. Người chết chứng hướng lên trời. 1. Bên ngoài tường thành, cách một lúc sẽ có thêm một cái quan tài, bên trong quan tài là học sinh của Thư viện Bạch Lộc. Những học sinh này, có người chỉ có một tay, có người chỉ có một cái đầu, có người còn chỉ có một bãi thịt nát. Sở dĩ biết bọn họ đều là học sinh Thư viện Bạch Lộc, bởi vì bên trong quan tài đều có tên của những học sinh này cùng với dấu hiệu của Thư viện Bạch Lộc. Quan tài càng lúc càng nhiều, không được một khắc đã có tới mấy chục cái, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Đều là học sinh ở bên ngoài rèn luyện. Trên tường thành, sắc mặt Tô Sĩ Hà thâm trầm, nói. Bọn họ đều bị người chặn giết trong lúc đang vội vàng trở về. Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia muốn giết sạch Thư viện Bạch Lộc ta sao? Còn có bao nhiêu học sinh ở bên ngoài nữa? Tiêu Biệt Ly hỏi. Khoảng chừng mấy ngàn. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói. Ta đi đón bọn họ. Vừa dứt lời, Tiêu Biệt Ly đã biến mất ở trên tường thành. Nhưng chưa tới mấy chục hơi thở, Tiêu Biệt Ly đã trở về trên tường thành, lúc này sắc mặt hắn rất thâm trầm. Sao vậy? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh liền vội vàng hỏi. Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bên ngoài Bạch Lộ Thành, nói. Thật hay cho một Mạc gia, hắn tự nhiên phái tới 3 gã bán đế, thật sự là muốn giết sạch Thư viện Bạch Lộc ta rồi. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Tiêu Biệt Ly hiện lên lệ khí. 3 gã bán đế. Nghe vậy, Tô Sĩ Hà cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh đều biến sắc. 3 gã bán đế canh giữ ở bên ngoài có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là Thư viện Bạch Lộc rơi vào bị động, bởi vì lúc này Thư viện Bạch Lộc chỉ có 2 bán đế. Cho dù Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh ra khỏi thành, cũng không có cách nào làm được gì. Nói cách khác, những học sinh Thư viện Bạch Lộc ra bên ngoài rèn luyện đều có thể bị giết sạch.
Bọn họ là muốn ra oai phủ đầu chúng ta trước. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Truyền âm cho tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc ở bên ngoài, bảo bọn họ tạm thời đừng chạy về thư viện. Đồng thời nói cho bọn họ biết, bất cứ lúc nào thư viện cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ. Còn nữa, truyền cho cả Bạch Lộ giới, từ giờ trở đi, thư viện Bạch Lộc sẽ bước vào trạng thái chiến tranh cấp 1. Tiêu Biệt Ly nói. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đón những học sinh bên ngoài về. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nói. Bọn họ có thể không chỉ có 3 gã bán đế thôi đâu. Tiêu Biệt Ly nói. Khóe mắt nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh khẽ giật, một lát sau, vẻ mặt nàng nghiêm trọng nói. Mạc gia muốn lấy thư viện Bạch Lộc chúng ta khai đao, ngoại trừ Mạc gia, Thiên Vũ Tông, còn có người của Pháp phái chắc chắn cũng đang âm thầm quan sát. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Hay là gọi cường giả của thư viện Bạch Lộc ngươi ở thượng giới xuống. Tiêu Biệt Ly lắc đầu, nói. Bọn họ xuống sẽ phải trả giá rất lớn. Hơn nữa cho dù xuống cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bọn họ cũng không thiếu cường giả đế giả. Nói cho cùng, sự tồn tại của bọn họ chỉ có thể bảo đảm chúng ta không bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng cái khác vẫn phải dựa vào bản thân chúng ta. Đáng tiếc là lúc này chúng ta quá yếu. Vậy phải làm thế nào đây? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh hỏi. Trước hết phải nghĩ cách đón học sinh bên ngoài về đã. Tiêu Biệt Ly nói đến đây, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, nói. Nàng tạm thời thay ta trấn giữ Bạch Lộ giới, ta đi nói chuyện cùng Mạc gia và Gia Cát gia. Ngươi không ra được. Nữ tử xinh đẹp trầm giọng nói. Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu, nói. Không cần ra ngoài, truyền âm cũng đủ rồi. Bọn họ sẽ ra tay giúp chúng ta chứ? Nữ tử xinh đẹp hỏi. Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi, nói. Dù sao cũng phải thử xem đã. Nói xong, Tiêu Biệt Ly lập tức biến mất. Tiêu Biệt Ly đi rồi, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh quay đầu lại nhìn về phía ngoài thành. Lúc này, ngoài thành lại có thêm 10 bộ quan tài. Nhìn quan tài xếp thành một hàng, trong mắt nàng không chỉ có sát ý lạnh lẽo, còn rất lo lắng. Nếu như thư viện Bạch Lộc ở thời kỳ đỉnh phong thì cho dù là Mạc gia, cũng không dám dễ dàng khai chiến với thư viện Bạch Lộc. Bởi vì khi đó thư viện Bạch Lộc có thực lực đủ mạnh mẽ, một khi khai chiến, cho dù Mạc gia thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Nhưng bây giờ lại khác, lúc này thư viện Bạch Lộc đang thời điểm yếu nhất từ trước tới nay. Có thể nói, tình cảnh của thư viện Bạch Lộc lúc này thật sự rất khó có thể giữ được. Một khi không tốt, có khả năng trung thổ thần châu sẽ không còn thư viện Bạch Lộc nữa. Trong Bạch Lộ Thành, theo mỗi mệnh lệnh của Tô Sĩ Hà ban bố xuống, lòng người trong Bạch Lộ Thành lập tức bàng hoàng, nhưng chẳng bao lâu đã được ổn định lại. Thư viện Bạch Lộc có lực kiểm soát tuyệt đối với Bạch Lộ Thành. Còn nữa, cho dù lòng cư dân của Bạch Lộ Thành bàng hoàng, nhưng học sinh của thư viện thì không. Có thể trở thành học sinh của thư viện Bạch Lộc thì sao có thể là người tầm thường được. Theo học sinh thư viện Bạch Lộc tổ chức, lòng người bắt đầu ổn định lại, rất nhiều học sinh lên tường thành Bạch Lộ Thành. Nhìn những quan tài dưới thành, rất nhiều học sinh thư viện Bạch Lộc tức giận muốn nổ phổi, nếu như không phải Tô Sĩ Hà nghiêm cấm không cho bất kỳ kẻ nào một mình ra khỏi thành, rất nhiều học sinh đã xông ra ngoài. Mạc gia khinh người quá đáng. Từ khi Tiêu Tổ Sư thành lập thư viện Bạch Lộc ta tới nay, vẫn chưa bao giờ bị người khi dễ như vậy, thù này không trả. Sau này học sinh thư viện Bạch Lộc ta làm gì có mặt mũi nào đi gặp các tiền bối của thư viện đời trước, làm gì có mặt mũi đi gặp Tiêu Tố Sư chứ. Quả nhiên, chúng ta vừa yếu đi, người ta đã tới bắt nạt rồi. Dường như bọn họ khai chiến với thư viện Bạch Lộc ta là vì Dương Diệp. Ngu xuẩn. Trên tường thành, Phương Vân đột nhiên nhìn học sinh vừa nói, quát. Bởi vì Dương Diệp à, đúng. Lần này Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia khai chiến với chúng ta là vì Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp có phải là học sinh thư viện Bạch Lộc ta hay không? Là phải hay không? Học sinh kia khẽ gật đầu, nói. Phải. Vậy còn cần phải nói sao? Phương Vân nói. Dương Diệp là học sinh thư viện Bạch Lộc ta, lẽ nào thư viện Bạch Lộc ta phải buông tha hắn, cầu xin Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông tha thứ sao? Ta hỏi các ngươi. Nếu như viện trưởng thật sự làm như thế, các ngươi có đồng ý không? Các ngươi đồng ý không? Không đồng ý. Rất nhiều học sinh thư viện Bạch Lộc cùng nói. Mà học sinh vừa nói thì đỏ bừng mặt. Lúc này, Phương Vân lại nói.
Nếu như lần này thư viện tham sống sợ chết, thật sự bỏ qua Dương Diệp, vậy ta hỏi các ngươi, sau này các ngươi ra ngoài còn có thể ưỡn thẳng lưng được sao? Đệ tử của các thế lực toàn thạch khác bắt nạt các ngươi còn dám đánh trả sao? Không dám, bởi vì một khi đánh trả và gây ra họa, thư viện sẽ hy sinh các ngươi để đổi lấy hòa bình. Nói đến đây, vẻ mặt Phương Vân dữ tợn nói. Chết có đáng sợ không? Không đáng sợ, sợ là người sống còn không bằng chết. Khi học sinh thư viện Bạch Lộc chúng ta không thể ưỡn thẳng lưng, không còn tôn nghiêm, khi đó chúng ta cũng chỉ là kẻ tham sống sợ chết, sống sót như vậy, lão tử tình nguyện chết. Hay! Lúc này, hư vô thần bên cạnh Phương Vân đột nhiên vỗ tay, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua học sinh thư viện Bạch Lộc trong sân, nói. Các ngươi biết trước đây bên ngoài đánh giá thư viện Bạch Lộc chúng ta thế nào không? Mềm yếu, đúng vậy, là mềm yếu. Pháp phái khinh thường chúng ta, muốn tách riêng cũng bởi vì chúng ta mềm yếu, chúng ta không đủ kiên cường. Nói đến đây, giọng nói của hư vô thần đột nhiên tăng lên, gần như là gào hét. Nhưng bây giờ, ai dám nói thư viện Bạch Lộc chúng ta mềm yếu? Dương Diệp một mình xông lên Thiên Vũ Tông, không chỉ giết một phó tông chủ bán đế của Thiên Vũ Tông, còn xông qua Thiên Vũ Tông. Mà hắn là học sinh của thư viện Bạch Lộc chúng ta. Bên ngoài bây giờ có ai dám nói thư viện Bạch Lộc chúng ta mềm yếu nữa? Bên ngoài bây giờ chỉ cần nói tới thư viện Bạch Lộc thì sẽ nghĩ tới Dương Diệp, chỉ cần nói đến Dương Diệp cũng sẽ nghĩ tới thư viện Bạch Lộc. Hư vô thần hít sâu một hơi, lại nói. Nếu như lúc này chúng ta từ bỏ hắn, hy sinh hắn để đổi lấy hòa bình, thư viện Bạch Lộc chúng ta sẽ trở thành trò cười cho cả Trung Châu. Lúc này, Phương Vân nói tiếp. Bây giờ là thời điểm sống chết tồn vong của thư viện Bạch Lộc chúng ta. Điều chúng ta cần làm là đoàn kết nhất trí, cùng tiến cùng lui, mà không phải đi trách người này trách người kia. Nếu không còn chưa thật sự khai chiến, chúng ta đã thua rồi. Xin lỗi. Lúc này, người học sinh nói chuyện trước đó đứng dậy, áy náy nói. Phương Vân khẽ lắc đầu, nói. Bây giờ, tất cả thế lực Trung Thổ Thần Châu đều đang nhìn chúng ta. Nếu như thư viện Bạch Lộc chúng ta vượt qua được, sau này ở Trung Thổ Thần Châu còn ai dám xem thường chúng ta nữa? Ai còn dám nói chúng ta xuống dốc? Nhưng nếu như chúng ta không chịu đựng được, ha ha, nếu như không thể nào chịu đựng, dĩ nhiên mọi người cùng nhau chết đi. Các ngươi có sợ chết không? Sợ cái gì? Người chết chứng hướng lên trời. Học trưởng Phương Vân nói rất đúng, chúng ta thà rằng chết đứng, cũng không chịu sống sót trong sự sỉ nhục. Quyết không sống trong sự sỉ nhục và áp bức. Phía xa, trong mắt nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh cùng Tô Sĩ Hà có phần vui mừng, hai người nhìn về phía hư vô thần cùng Phương Vân với vẻ tán thưởng. Hai người này không tệ. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nói. Hư vô thần làm cho ta với viện trưởng có phần kinh ngạc. Tô Sĩ Hà nói. Chúng ta phát hiện ra một điểm. Thật ra hắn thậm chí bao gồm rất nhiều thiên tài bên ngoài Trung Thổ Thần Châu đều không phải là thiên phú không tốt, mà là tầm mắt của bọn họ quá hạn hẹp, không được một thế lực tốt bồi dưỡng. Mặc dù thiên phú cùng cố gắng quan trọng, nhưng tài nguyên tu luyện cùng bồi dưỡng cũng quan trọng. Tô Sĩ Hà dừng lại một lát lại nói. Trước kia, chúng ta đã chuẩn bị phái người đi tới châu khác đón người, đáng tiếc lại phát sinh chuyện này nên đành tạm thời hoãn lại. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh khẽ gật đầu, nói. Qua được lần này, thư viện Bạch Lộc sẽ nghênh đón học viên mới. Đúng lúc này, ngoài Bạch Lộ Thành đột nhiên lại xuất hiện thêm 10 bộ quan tài. Lúc này, ngoài Bạch Lộ Thành đã có hơn 50 bộ quan tài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của mọi người của thư viện Bạch Lộc đều trở nên thâm trầm. Tất cả Bạch Lộ giới sắp nổi trận giông bão rồi. Trong mật thất. Dương Diệp nằm trên mặt đất, ở trên người hắn tản ra từng gợn sóng tử khí, chúng đang nhanh chóng chữa trị cho hắn. Ở bên cạnh Dương Diệp là Hiểu Vũ Tịch với mái tóc bạc. Nàng ngồi bên cạnh Dương Diệp, ánh mắt nhìn hắn chăm chú, trong mắt vô thần lại có phần đờ đẫn. Ở đó, yên tĩnh không có tiếng động. Theo thời gian trôi qua, vết nứt trên người của Dương Diệp cũng càng lúc càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có vết nứt trước ngực kia. Cho dù được tử khí chữa trị vết nứt kia cũng càng lúc càng nhỏ, nhưng bởi vì trước đó hắn thật sự bị thương quá nặng, cho dù đến bây giờ mà vết nứt kia vẫn rộng tới mấy cm. Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy trái tim giết chóc trong cơ thể Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, 2000 viên tử tinh thạch rơi rải rác bên cạnh của Dương Diệp.
Đây là linh khí nàng hấp thu được từ rất nhiều cường giả cảnh giới thánh giả của Thiên Vũ Tơ Dông. Hai móng của Tiểu Bạch đang cầm một đống tử tinh thạch đưa tới trước mặt Dương Diệp, trên mặt tươi cười đầy lấy vẻ lòng, nhưng chẳng bao lâu nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, bởi vì Dương Diệp vẫn còn đang hôn mê. Tiểu Bạch ném tử tinh thạch trong tay và đi tới trước mặt Dương Diệp, sử dụng cái đầu lông xù của mình không ngừng cọ cọ vào gương mặt của Dương Diệp, trong miệng khẽ thì thầm, dường như đang nói gì đó. Một lát sau, thấy Dương Diệp còn chưa tỉnh lại, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, chớp chớp mắt hình như đang hỏi vì sao. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Tiểu Bạch, nàng giơ tay ra. Tiểu Bạch do dự một lúc, sau đó nhảy tới trước mặt nàng, dùng móng nhỏ chỉ vào Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ hỏi thăm cùng sốt ruột. Hiểu Vũ Tịch khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, nói. Hắn đang ngủ, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Nghe vậy, hai mắt của Tiểu Bạch lập tức híp lại và lộ ra một nụ cười khả ái, móng nhỏ vung lên. Một đống tử tinh thạch xuất hiện đã ở trước mặt Hiểu Vũ Tịch, hiển nhiên nàng muốn tặng cho Hiểu Vũ Tịch. Nhìn đống tử tinh thạch này, Hiểu Vũ Tịch vẫn dịu dàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó thu chúng vào. Thấy Hiểu Vũ Tịch thu tử tinh thạch vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch liền tươi cười và bò tới trên vai rồi lên đầu của Dương Diệp, chỉ trong giây lát lại nghe được tiếng hít thở. Theo thời gian trôi qua, trên người của Dương Diệp ngoại trừ vết thương trước ngực, còn lại cơ bản đã được chữa trị. Cùng lúc đó, tử khí trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều, cuối cùng, những tử khí đó đều tập trung vào trước ngực của Dương Diệp. Nhờ tất cả tử khí chữa trị, tốc độ vết thương trước ngực Dương Diệp được chữa trị đã tăng nhanh. Một ngày sau, vết thương trước ngực Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn còn chưa tỉnh lại. Trong mật thất, nhìn thấy vết thương của Dương Diệp khỏi hẳn còn chưa tỉnh lại, Hiểu Vũ Tịch cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh lập tức nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng ngồi xuống và đặt tay ở trước ngực của hắn. Một lát, trong mắt nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh hiện lên một tia kinh ngạc, nói. Hắn, không ngờ tay của hắn lột xác, ngươi xem tổ chức trong da hắn đang lột xác. Lột xác? Hiểu Vũ Tịch không hiểu. Trên mặt của nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nở một nụ cười, nói. Đúng vậy, cơ thể hắn đang lột xác, nói đơn giản chính là đang trở nên mạnh mẽ hơn. Cha cha, người này quả nhiên là một quái thai. Thành thật mà nói, nếu như không phải ta biết thể chất bất tử đặc biệt, ta cũng hoài nghi hắn là thể chất bất tử trong truyền thuyết mất. Thể chất bất tử trong truyền thuyết nắm giữ năng lực tự mình chữa trị cực mạnh, hơn nữa bị thương càng nặng, chỉ cần không bị hủy diệt thì hắn sẽ càng mạnh hơn. Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nhéo lớp da của Dương Diệp, nói. Người này rất giống với thể chất bất tử trong truyền thuyết. Đáng tiếc hắn lại không phải là thể chất bất tử. Vì sao? Hiểu Vũ Tịch không hiểu hỏi. Thể chất bất tử có một đặc điểm vô cùng rõ ràng, đặc điểm này cũng là một đặc điểm quan trọng nhất để chứng minh một người có phải là thể chất bất tử hay không. Đặc điểm chính là người nắm giữ thể chất bất tử phải là nữ có cơ thể trinh nguyên hoặc nam thuần dương. Nói đơn giản một chút, nếu như là nữ, người đó phải là thân xử nữ, nếu như là nam, hắn phải là thân đồng nam. Về phần người này có phải là thân đồng nam, người chắc hẳn biết rất rõ ràng rồi. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch và mỉm cười. Nghe vậy, gương mặt Hiểu Vũ Tịch hơi đỏ lên. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh lại nói. Cho dù hắn không phải là thân bất tử, nhưng cũng thật sự quá nghịch thiên. Đặc biệt là tốc độ chữa trị này. Ngươi biết không, trước đây nhìn thấy thương thế của hắn, ta đã chuẩn bị chôn hắn rồi. Nếu như người bình thường bị thương nặng như vậy, sức sống nhất định sẽ dần mất đi, nhưng người này thì không. Ngoại trừ sức sống không mất đi, năng lực chữa trị của hắn cũng thật biến thái. Nếu là người bình thường thì sợ rằng một tháng cũng không chắc có thể bình phục, nhưng ngươi xem hắn đi. Bây giờ đã khỏi rồi. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh dừng lại một lát, lại nói. Loại biến thái này rất đáng sợ, bởi vì lúc ngươi giao đấu với hắn, hắn vẫn luôn tự mình chữa trị, trừ khi là có lực lượng áp đảo hắn, giết chết hắn, nếu không hắn dây dưa cũng có thể khiến ngươi phải chết. Giống như trước đó, sở dĩ sau khi hắn giết một bán đế, vẫn có thể đại sát một trận trong Thiên Vũ Tông. Đồng thời cuối cùng còn có thể giao đấu cùng một vị bán đế, cũng là nhờ năng lực chữa trị này. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Trước kia nàng quá nóng ruột nên không phát hiện ra. Lúc này,
khi nàng cẩn thận quan sát mới phát hiện ra của Dương Diệp đúng là đang phát sinh lột xác nào đó. Cơ thể hắn không bị thương nặng nữa, vì sao còn có thể nâng cao? Hiểu Vũ Tịch đưa ra nghi ngờ của mình. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Ta không rõ lắm, tuy nhiên, có khả năng hắn cũng giống như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh vậy. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, chỉ cần có thể chịu đựng được ngọn lửa kia đốt cháy, bọn họ liền có thể lấy được cuộc đời mới, đạt được một độ cao mới. Cơ thể của hắn có khả năng cũng như vậy, sau khi nhận cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận, nếu như không chết thì sẽ nhận được cuộc sống mới. Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh hít sâu một hơi, nói. Bất kể thế nào, không có việc gì thì tốt rồi. Nếu như ta không đoán sai, hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Dương Diệp rất dịu dàng. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nhìn mái tóc bạc trắng của Hiểu Vũ Tịch, trong mắt có chút phức tạp cùng dịu dàng, nói. Nhà đầu, không uổng công người yêu hắn, cũng không uổng công hắn yêu ngươi. Nói thật, ta thật hâm mộ hai người các ngươi. Được rồi, không nói những thứ này. Người cố gắng chăm sóc cho hắn, ta ra xử lý chuyện bên ngoài. Nói xong, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh xoay người rời khỏi mật thất. Ba canh giờ sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng. Tiếp theo, hắn nhìn thấy mái tóc bạc của Hiểu Vũ Tịch. Vũ Tịch, nàng. Dương Diệp giơ tay lên sờ vào tóc của Hiểu Vũ Tịch, nhưng đã bị nàng nắm lấy. Ngươi đã tỉnh thì tốt rồi. Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Dương Diệp nhìn mái tóc của Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Đợi lát nữa ta sẽ giúp nàng khôi phục lại. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, nói. Cứ để vậy đi. Dương Diệp bóp nhẹ vào tay Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta sẽ nghe theo nàng. Sau khi nói chuyện với Hiểu Vũ Tịch một lát, hai mắt Dương Diệp khép hờ, kiểm tra bên trong cơ thể mình. Lúc này, kinh mạch cùng ngũ tạng trong cơ thể hắn vốn nổ tung đã được Hồng Mông Tử Khí chữa trị, tất cả đều lành lặn. Ngoài ra, các vết thương trong ngoài cơ thể hắn cũng đều được chữa trị. Không chỉ được chữa trị, hắn còn cảm giác cơ thể mình trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp đứng dậy, hai tay chậm rãi nắm chặt. Rắc rắc, một tiếng động nhỏ vang lên, không gian xung quanh giường như không chịu nổi lực lượng của hắn, trực tiếp giãn nứt ra. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn nhìn quả đấm mình, lực lượng của mình tự nhiên trở nên kinh khủng như vậy sao? Hắn xoay người đi về phía Hiểu Vũ Tịch, nhưng theo hắn vừa bước ra thì nghe có tiếng rắc rắc vang lên, mặt nền mật thất lập tức rạn nứt, kể cả không gian cũng vỡ ra, chẳng bao lâu vết nứt đã to bằng cánh tay. Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt có chút sợ hãi. Dương Diệp cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Lực lượng của mình trở nên kinh khủng như vậy từ lúc nào? Dương Diệp có kìm chế sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng nhắm hai mắt lại kiểm tra cơ thể của mình. Rất lâu sau, khi hắn lại mở mắt ra đã mừng như điên nói. Thần biến, cơ thể ta đạt được cảnh giới thần biến. Trước đó, cơ thể của hắn chẳng qua là cảnh giới thần lực. Nói đơn giản hơn là lực lượng tăng lên, mà bây giờ là cảnh giới thần biến, điều này đại biểu cho bản chất lực lượng của hắn đã nâng cao hơn trước một cấp bậc. Cảnh giới này được gọi là thần biến vì lực lượng đã biến chất. Dương Diệp không hiểu tại sao mình lại đột nhiên lại đạt được cảnh giới thần biến. Chỉ có điều khi Hiểu Vũ Tịch nói lại lời của nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh cho hắn biết, hắn đã hiểu được. Có lẽ chủ yếu là vì Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí có thể thay đổi tư chất cùng gân cốt cùng thể chất của con người. Hắn đã biết rõ về điều này từ trước. Trước đây, cũng là Hồng Mông Tử Khí cải tạo cơ thể cho hắn mới khiến cơ thể của hắn có thể nghịch thiên như vậy. Lần này, cơ thể hắn bị thương đến một cực hạn, nhưng người lại không chết, sau đó nhờ Hồng Mông Tử Khí chữa trị. Hoặc nói là cải tạo, cơ thể hắn đạt đến cực hạn không chỉ được chữa trị còn trực tiếp biến chất, đạt tới một độ cao mới. Thần biến. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn hai tay mình, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta phải bế quan, thích ứng với cơ thể của ta. Lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như hắn không thể khống chế thì đừng nói là đối địch, cho dù bước đi cũng thành vấn đề. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó rời khỏi mật thất. Nhìn nắm đấm mình, Dương Diệp hít sâu một hơi. Bây giờ hắn ngoại trừ cần khống chế lực lượng cơ thể của mình, còn phải học được hư không toa kiếm thuật do Sơ Diệp Diệu Trúc tặng cho hắn lúc trước. Kiếm kỹ này không chỉ có thể dùng để chạy trốn, nó còn có tác dụng kỳ diệu vô cùng,
chấm chấm chấm. Sau khi Dương Diệp tỉnh lại, ngoài Bạch Lộ Thành, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh cùng Tô Sĩ Hà càng nhíu mày. Bởi vì, lúc này bên ngoài Bạch Lộ Thành đã lên tới gần 200 quan tài. Trên tường thành, khi thấy từng cái quan tài xuất hiện ở ngoài Bạch Lộ Thành, vẻ mặt Tô Sĩ Hà thâm trầm, hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh, nói. Tiền bối Tiêu Linh, đã có tin tức gì của viện trưởng chưa? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh tên là Tiêu Linh đang muốn nói, lúc này không gian bên cạnh nàng khẽ run lên, Tiêu Biệt Ly đã xuất hiện. Thế nào? Tô Sĩ Hà liền vội vàng hỏi. Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu, nói. Gia Cát gia cùng Mạc gia đều có thái độ giống nhau, không tham dự vào ân oán giữa chúng ta cùng Mạc gia cùng với Thiên Vũ Tông. Trừ khi gì? Tiêu Linh hỏi. Trừ khi chúng ta bằng lòng phụ thuộc vào bọn họ. Tiêu Biệt Ly khẽ nói. Thật khinh người quá đáng. Tô Sĩ Hà nghe vậy, lập tức nổi giận nói. Gia Cát gia cùng Mạc gia cũng nói ra câu này. Muốn thư viện Bạch Lộc ta làm phụ thuộc của bọn họ không sợ cắn phải đầu lưỡi sao? Thư viện Bạch Lộc dù gì cũng là thế lực cấp toàn thạch, Gia Cát gia cùng Mạc gia đưa ra điều kiện này chính là một sự sỉ nhục đối với thư viện Bạch Lộc. Tô Sĩ Hà tất nhiên phải tức giận. Tiêu Biệt Ly nói, chuyện nào cũng không trách được người khác, thư viện Bạch Lộc chúng ta cùng bọn họ không thân chẳng quen, chúng ta nhờ bọn họ giúp đỡ, bọn họ tự nhiên phải đưa ra điều kiện, cho dù điều kiện này hà khắc cũng không hề có thành ý, nhưng, ai bảo chúng ta có việc cần nhờ tới người ta. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi, nói. Thông qua chuyện này, ta phát hiện ra một điểm là, Trung Thổ Thần Châu lúc này đã có một ít thế lực cấp toàn thạch. Đặc biệt những thế lực cấp toàn thạch có thực lực mạnh mẽ đã không xem thư viện Bạch Lộc ta ngang hàng cùng bọn họ nữa. Tô Sĩ Hạ im lặng, Tiêu Linh cũng im lặng. Lúc này thực lực của thư viện Bạch Lộc quả thật không thể tính là thế lực cấp toàn thạch tiêu chuẩn. Không quan tâm bọn họ có thừa nhận hay không, điểm ấy vẫn là sự thật. Ánh mắt Tiêu Biệt Ly nhìn về phía những chiếc quan tài được xếp thành hàng ở dưới thành, rất lâu sau, hắn nói. Có thông báo với các học sinh bên ngoài. Bảo bọn họ đừng vội trở về chưa. Bên ngoài Bạch Lộ giới nhất định là có cường giả của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, thậm chí là pháp phái chấn giữ. Học sinh thư viện Bạch Lộc vội vàng trở về, không có ai ra ngoài tiếp ứng thì cũng chỉ là quay về tìm cái chết mà thôi. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, nói. Ta đã truyền âm ra ngoài, nhưng vẫn có người bị giết. Nếu như ta không đoán sai, Mạc gia bọn họ nhất định đã phái người đi ra bên ngoài bắt giết học sinh của chúng ta. Những học sinh kia ở bên ngoài, cho dù có thể trốn tránh được nhất thời, cũng không tránh được một đời. Chúng ta phải tìm cách đón bọn họ về. Viện trưởng, chúng ta xông ra ngoài đi. Đúng lúc này, Phương Vân cùng Hư Vô Thần dẫn theo một số học sinh đi tới trước mặt đám người Tiêu Biệt Ly. Phương Vân chỉ vào những quan tài phía dưới, trầm giọng nói. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bọn họ làm như thế, chính là muốn làm cho chúng ta khủng hoảng, muốn ra oai phủ đầu với chúng ta trước. Muốn cho lòng người chúng ta tan rã. Nếu như chúng ta tiếp tục ở trong thành không làm gì, mặc cho bọn họ tàn sát giết học sinh của chúng ta ở bên ngoài sẽ trúng kế của bọn họ. Lúc này, Hư Vô Thần cũng nói. Viện trưởng, chúng ta kéo dài thêm một ngày, những huynh đệ ngoài thành kia sẽ chết càng nhiều hơn. Hơn nữa, nếu tiếp tục không làm gì, tinh thần của chúng ta sẽ càng lúc càng giảm. Nói tóm lại, chúng ta không thể cứ bị động như vậy nữa. Nếu không, cho dù tạm thời an toàn, nhưng về lâu dài cũng là chúng ta tổn thất lớn nhất. Người thì tất nhiên phải đi ra ngoài cứu. Tiêu Linh trầm giọng nói. Nhưng, nếu như cứ đi ra ngoài như vậy thì chẳng qua chỉ đi chịu chết mà thôi. Biệt Ly, người ra ngoài tìm hiểu xem bên ngoài rốt cuộc có mấy vị bán đế. Tô trưởng lão, người lập tức liên hệ với học sinh bên ngoài, bảo bọn họ nói vị trí đang ẩn nấp cho chúng ta biết, sau đó người ghi chép hết cả lại. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Tiêu Linh, sau đó khẽ gật đầu, cơ thể hắn lập tức biến mất. Tô Sĩ Hà cũng lập tức xoay người, đi liên lạc với các học sinh thư viện Bạch Lộc ở bên ngoài. Sau khi hai người đi rồi, Tiêu Linh xoay người nhìn về phía Bạch Lộ Thành, nói. Những người đạt đến thánh giả cao cấp đều đi ra đây. Theo Tiêu Linh vừa dứt lời, phía xa trong thành lập tức có từng bóng người lướt qua. Chẳng bao lâu. Gần 60 tên thánh giả cao cấp đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Linh. Tiêu Linh nhìn lướt qua 60 tên thánh giả cao cấp, nói. Chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cùng ta ra khỏi thành. Mọi người khẽ gật đầu.
Lúc này Tiêu Linh không đơn thuần là phó viện trưởng thư viện nữa. Tất cả mọi người đều nhận ra nàng cùng Tiêu Biệt Ly có quan hệ không tầm thường, có lẽ sau này sẽ là viện trưởng phu nhân. Đương nhiên, sở dĩ mọi người đặc biệt tôn kính Tiêu Linh còn vì một nguyên nhân khác. Bây giờ đang là thời khắc thư viện Bạch Lộc lâm nguy, nhưng nàng đã lựa chọn ở lại. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể nói hành động của Tiêu Linh đã nhận được thiện cảm của tất cả mọi người trong thư viện Bạch Lộc và Bạch Lộ Thành. Chúng ta làm gì? Lúc này, Phương Vân vội vàng nói. Tiêu Linh liếc nhìn Phương Vân đám người, nói. Các ngươi trấn giữ trong thành, duy trì trật tự trong thành, sau đó chờ mệnh lệnh của ta với viện trưởng. Đặc biệt là những học sinh tu luyện trận pháp cùng kỹ năng liên thủ phải lập tức trở về luyện tập. Bởi vì ở trong đại chiến sau này, không chừng trận pháp công kích và kỹ năng liên thủ của các ngươi sẽ là một con át chủ bài của chúng ta. Phương Vân còn muốn nói thêm nhưng hư vô thần đã ngăn cản hắn, sau đó nói. Chúng ta sẽ đi làm chuyện này. Nói xong, hắn kéo Phương Vân và dẫn theo các học sinh xoay người rời đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Cho dù nàng cùng Tiêu Biệt Ly biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng thật ra hai người bọn họ hiểu rõ tình cảnh của Thư viện Bạch Lộc bây giờ hơn ai hết. Mà quan trọng nhất là lúc này nàng cùng Tiêu Biệt Ly đều không có biện pháp gì. Lúc này, đừng nói Thư viện Bạch Lộc muốn đối mặt với Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia, chỉ cần một Mạc Gia, bọn họ đã không chịu nổi. Mà lúc này, Thư viện Bạch Lộc không có khả năng chỉ đối mặt với một Mạc Gia, còn có Thiên Vũ Tông, cùng với Pháp Phái vẫn âm thầm quan sát, thậm chí còn có Lục Gia không rõ có ân oán gì với Dương Diệp. Đường cùng rồi. Lúc này Thư viện Bạch Lộc thật sự đã rơi vào đường cùng. Rất lâu sau, không gian bên cạnh Tiêu Linh chấn động mạnh, Tiêu Biệt Ly xuất hiện với vẻ mặt có phần tái nhợt. Sao rồi? Tiêu Linh hỏi. Ba người. Tiêu Biệt Ly nhìn về phía chân trời, nói. Ở bên ngoài chỉ có ba vị bán đế, tất cả đều là cường giả Mạc Gia. Lần này, Mạc Gia muốn lấy Thư viện Bạch Lộc ta ra khai đao, trấn áp trung thổ thần châu. Chỉ có ba người thôi sao? Tiêu Linh trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta liên thủ có thể ngăn ba người bọn họ bao lâu? Tiêu Biệt Ly im lặng rất lâu, sau đó nói. Một giờ, chúng ta liên thủ có thể ngăn chặn bọn họ một giờ. Một giờ. Tiêu Linh trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Chờ Tô trưởng lão nhận được chỗ ẩn nấp của đám học sinh bên ngoài thì lập tức lên đường, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói. Chuyện này quả thật không thể kéo dài nữa, nếu còn tiếp tục sợ rằng tất cả học sinh ở bên ngoài sẽ bị bọn họ tàn sát sạch. Ngươi có từng hối hận không? Tiêu Linh bỗng nhiên nói. Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra, hắn nhanh chóng hiểu rõ Tiêu Linh muốn nói gì, lập tức lắc đầu mỉm cười, nói. Mặc dù Dương Diệp tới Thư viện Bạch Lộc là vì Thư viện Vân Hải, nhưng có vài điều ta không thể không thừa nhận, nếu như không nhờ có hắn. Lúc này ở trong Bạch Lộ giới không phải là nho phái chúng ta mà là pháp phái. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly cười gượng, nói. Đương nhiên, ta cũng hối hận. Hối hận trước đây không trực tiếp cho Hiểu Nha Đầu ở lại, nếu như lúc đó ép nàng ở lại, không dẫn theo Dương Diệp đi tới Thiên Vũ Tông, có sẽ không xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, lúc này nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tiêu Linh khẽ gật đầu, nói. Cho dù Dương Diệp lỗ mãng, tàn nhẫn, nhưng tâm tính lại thật sự không tệ, ít nhất hắn coi trọng tình cảm. Trước đây, hắn vì Thư viện Vân Hải mà dám đến Thư viện Bạch Lộc đối địch tất cả pháp phái, sau lại dám vì Hiểu Nha Đầu đối địch với tất cả Thiên Vũ Tông cùng với Mạc Gia. Những điều nà ớt đã đủ để chứng minh, hắn là một người có tình có nghĩa. Cho nên, những gì ngươi cùng Thư viện Bạch Lộc bỏ ra, sẽ không bồi dưỡng Bạch Nhãn Lang. Tiêu Biệt Ly mỉm cười, nói. Ngược lại ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ cảm thấy nếu hắn là học sinh của thư viện thì không nên vứt bỏ hắn. Đừng nói là hắn, cho dù là bất kỳ một học sinh nào của thư viện, ta đều sẽ không vứt bỏ. Nếu thu bọn họ là học sinh thì ta phải có trách nhiệm với bọn họ. Tiêu Linh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, khẽ nói. Người đấy, tính cách này cũng không thích hợp làm viện trưởng đâu. Trước đây nếu như người tàn nhẫn giống như tiểu tử Dương Diệp này vậy, có lẽ thư viện Bạch Lộc đã không tách ra. Tính cách không thay đổi được. Tiêu Biệt Ly nói. Tất cả, nhưng ta chỉ cầu mong không thẹn với lòng. Hả? Đúng lúc này, hai người Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đều nhíu mày. Hai người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía xa.
Ở cách đó không xa có mười mấy học sinh thư viện Bạch Lộc đang chạy về phía Bạch Lộ Thành. Sau lưng những học sinh này còn có hơn 100 người áo đen đang cầm đoản kiếm. Cách vài hơi thở lại có học sinh thư viện Bạch Lộc bị những người áo đen kia chém giết. Những người áo đen này đều là thánh giả cao cấp. Cứu người! Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, lập tức hóa thành một đường ánh sáng biến mất tại chỗ, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh cũng lập tức nhảy ra khỏi thành. Hai người mới ra khỏi thành, hai bàn tay khổng lồ đã từ phía chân trời chộp về phía hai người. Vẻ mặt hai người Tiêu Biệt Ly biến đổi, không ra tay không được, vừa ra tay thì nhất định phải tiến vào không trung. Tất cả mọi người ở bên trong thành, không cho phép ra khỏi thành. Không cho phép thu trận, không cho phép mở cửa thành. Phía chân trời truyền đến giọng nói lo lắng của Tiêu Linh. Đây là một âm mưu. Vào giây phút Tiêu Linh ra khỏi thành liền ý thức được, nhưng đã muộn rồi. Ngoài thành, hơn 100 người áo đen đã dồn hơn 30 học sinh thư viện Bạch Lộc còn lại đến dưới tường thành, bọn họ không bắt đầu tàn sát, mà cách một lúc lại chọn một người ra giết chết, sau đó lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một cái quan tài, đặt học sinh thư viện Bạch Lộc bị giết chết vào. Cứu người! Trên tường thành, tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vành mắt đều muốn nứt ra. Không được! Hư Vô Thần vội vàng nói. Ngươi xem! Nói xong, hắn chỉ vào phía xa. Mọi người nhìn qua thấy sau lưng những người áo đen kia không xa có một người mặc áo đen trong tay cầm đoản kiếm, đầu đội nón lá rộng vành. Người mặc áo đen nghịch thanh đoản kiếm trong tay, khiến nó không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay mình. Bán đế! A! À. Dưới tường thành vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nhìn lại chỉ thấy đầu của một học sinh thư viện Bạch Lộc đã bị một người áo đen cắt xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người trên tường thành lập tức gào lên. Mở cửa thành! Thu trận, mở cửa thành, để bọn họ tiến đến. Nhanh để bọn họ tiến vào! Không được! Lúc này, Phương Vân đột nhiên phẫn nộ quát. Các ngươi không nghe được Phó Viện trưởng Tiêu Linh nói sao? Còn nữa, các ngươi ra ngoài có thể làm gì? Một khi thu trận, những người này tiến vào trong thành, thậm chí cả tên bán đế kia nữa. Chúng ta ai có thể ngăn cản nổi bọn họ sao? Lẽ nào chúng ta lại thấy chết mà không cứu à? Có học sinh giận dữ hét. Ngươi xem thử, bọn họ bây giờ đang bị tàn sát, lẽ nào chúng ta ở phía trên này nhìn từng người bọn họ bị giết chết sao? Hả? Các học sinh còn lại cũng là căm tức nhìn Phương Vân, lúc này, mọi người phẫn nộ giống như núi lửa sắp phun trào. Phương Vân siết chặt hai nắm tay, cơ thể đang run rẩy. Ở bên cạnh hắn, Hư Vô Thần cũng nắm đấm nắm chặt, trong mắt đầy vẻ dãy giụa. Hai người bọn họ dĩ nhiên muốn thu trận, mở cửa thành ra cứu những người kia. Nhưng, lý trí còn sót lại nói cho bọn họ biết mình không thể làm như thế. Bởi vì một khi mở cửa thành, bán đế cùng những người áo đen kia tiến vào trong thành, vậy thì không phải là chết mười mấy người. Khi đó, cho dù có thể bảo vệ được thư viện Bạch Lộc, nhưng Bạch Lộ Thành cũng sẽ mất. Một khi Bạch Lộ Thành mất, vậy thư viện Bạch Lộc cũng chẳng khác nào không còn căn cơ. Cho nên tuyệt đối không thể mở thành này được. Dưới tường thành, những học sinh kia không phải không phản kháng, nhưng người ít không đánh lại số đông, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể nhìn từng người bên cạnh bị giết. Thực lực chênh lệch quá xa. Giờ phút này, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên tường thành. Đó là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhưng chẳng bao lâu, hy vọng trong mắt bọn họ biến thành tuyệt vọng. Không có trách móc. Có chỉ có tuyệt vọng cùng dứt khoát. Bọn họ không ngốc, giờ phút này bọn họ đã hiểu rõ, những người áo đen kia thả bọn họ đi tới đây chính là để dụ cho người thư viện Bạch Lộ thu trận, sau đó mở cửa thành ra. Mở cửa thành thì chẳng khác nào hại tất cả mọi người trong tòa thành. Giết, liều mạng với bọn họ. Dưới tường thành, một vài học sinh tức giận hét lên, lại muốn xông về phía những người áo đen kia. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung của cả Bạch Lộ Thành. Thu trận, mở cửa thành. Mọi người sửng sốt và xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân đỏ như máu, trong tay cầm huyết kiếm đang từ phía xa đi tới. Dương Diệp. Tất cả mọi người lại sửng sốt, trong phút chốc Phương Vân chợt quát. Thu trận, mở cửa thành. Ầm. Theo Phương Vân vừa dứt lời, màn ánh sáng bảo vệ Bạch Lộ Thành ầm ầm tiêu tan. Cùng lúc đó cửa thành chậm rãi mở ra. Người từ thánh giả trở lên theo ta ra khỏi thành. Giọng nói của Dương Diệp vang lên, tiếp theo, một ánh sáng máu lướt qua,
Trong phút chốc, khắp bầu trời đều bị nhuộm đỏ giống như một mảnh vải máu thật dài. Ra khỏi thành, xông ra đi. Trong thành, rất nhiều học sinh thư viện Bạch Lộc đồng thời gào lên, từng bóng người phóng lên cao, bắn nhanh về phía ngoài thành. Ngoài Bạch Lộ thành, vào giây phút nhìn thấy màn ánh sáng bảo hộ thành Bạch Lộ thành tiêu tan, người mặc áo đen đầu đội nón lá rộng vành phía xa đã mỉm cười. Hắn chậm rãi đi về phía Bạch Lộ thành, nói. Xông vào thành. Vừa dứt lời, cơ thể những người áo đen ở trước mặt hắn kia lập tức tiến về phía những học sinh thư viện Bạch Lộc dưới tường thành. Mà vào lúc này, một mùi máu tươi gay mũi đột nhiên tràn tới, những người áo đen kia biến sắc và ngẩng đầu nhìn lên. Điểm sáng màu máu lóe lên. Phụt 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 phụt. Đầu của năm người áo đen trực tiếp mang theo một cột máu bắn lên cao, trong phút chốc, một đường ánh sáng máu chợt lóe lên ở nơi đây, lại là đầu của mấy người áo đen bay ra ngoài. Giờ phút này, tất cả người áo đen đều tập trung tinh thần. Làm càn. Phía xa, người mặc áo đen kia phẫn nộ hét lên một tiếng và đang muốn ra tay. Lúc này, một bóng máu lấy tốc độ đang nhanh chóng lớn dần trong con ngươi của hắn. Đồng tử của người áo bào đen hơi co lại, đoản kiếm trong tay chém tới. Keng. Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên ở trong không trung, ở trong ánh mắt của tất cả người áo đen, người mặc áo đen kia đã lùi lại mấy trăm trượng. Tất cả người áo đen đều ngây người. Người mặc áo đen này nhìn đoản kiếm trong tay mình. Lúc này, đoản kiếm này đã thủng một lỗ, trên đó còn có những vết nứt trải rộng. Nhìn thấy đoản kiếm như vậy, người mặc áo đen có phần sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, mà lúc này, một ánh sáng máu đã bắn nhanh như tia chớp về phía hắn khiến hắn đột nhiên biến sắc, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể tràn vào đoản kiếm sứt mẻ trong tay, sau đó chợt chém xuống. Bành! Ở trong ánh mắt của tất cả người áo đen, đoản kiếm trong tay người mặc áo đen đã ầm ầm vỡ nát, hai chân hắn trượt trên mặt đất gần 500 trượng. Mặt đất xuất hiện một khe rãnh giống như ruộng được cày. Đồng tử của tất cả người áo đen co lại, trong mắt có vẻ sợ hãi. Xông lên! Đúng lúc này, trong thành truyền đến tiếng gầm thét giận dữ, mấy bóng người đã từ trong thành lướt qua. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả Bạch Lộ thành đã bao vây những người áo đen kia. Bọn họ hoàn toàn không nói một lời, trực tiếp chém giết. Bạch Lộ thành vốn có nhiều người, hơn nữa mỗi người đã rất phẫn nộ. Vừa giao đấu, những người áo đen kia đã rơi xuống thế hạ phong. Tuy nhiên tốt xấu gì thì bọn họ đều là thánh giả cao cấp, làm gì có được dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Dưới thành, đám người của thư viện Bạch Lộc cùng những người áo đen kia chiến đấu với khí thế hừng hực. Mà một bên, chân phải của Dương Diệp chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đường ánh sáng máu bắn nhanh về phía người mặc áo đen này. Trong nháy mắt, Dương Diệp lại đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, mũi huyết kiếm trong tay Dương Diệp đã đến trước ngực của hắn. Người mặc áo đen phản ứng không chậm, mũi kiếm vừa tới thì hắn đã lật cổ tay, trong tay có thêm một thanh đoản kiếm mới, sau đó chợt đâm lên trên. Keng! Huyết kiếm trong tay Dương Diệp bị đoản kiếm này chấn động mạnh lệch lên trên. Người mặc áo đen nắm được cơ hội này, chân phải dẫm xuống mặt đất và lao lên, đoản kiếm trong tay đâm thẳng vào cổ họng của Dương Diệp. Ngoài dự đoán của hắn, Dương Diệp cũng không hề né tránh. Keng! Đoản kiếm của người mặc áo đen như hắn mong muốn đã đâm vào trước ngực của Dương Diệp, nhưng điều làm cho hắn kinh hãi là đoản kiếm của hắn tự nhiên giống như đâm vào trên tấm kim loại, không chỉ không cắt được cổ họng của Dương Diệp, còn khiến tay hắn đau đớn tê dại một hồi. Giờ phút này, trong lòng người mặc áo đen hoảng hốt, đồng thời thầm nghĩ không ổn. Hắn đang muốn lui lại, mà lúc này, thanh huyết kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào trước ngực của hắn. Phụt! Kiếm vào chừng 20cm mới dừng lại, bởi vì tay trái của người mặc áo đen đã nắm lấy huyết kiếm của Dương Diệp. Lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh mặt đất, người mặc áo đen lập tức lùi về phía sau gần trăm trượng. Kiếm của Dương Diệp vẫn cắm ở trước ngực hắn. Cùng lúc đó, huyết kiếm của Dương Diệp lại tiến vào cơ thể hắn thêm mấy cm. Người mặc áo đen hoảng hốt, chân phải chợt giẫm mạnh, cả người lùi lại, muốn rời khỏi cuộc chiến đấu, nhưng khi hắn lùi lại, Dương Diệp vẫn bám sát hắn giống như là giòi bám trên mu bàn chân, đồng thời huyết kiếm trong tay còn tiếp tục tiến vào cơ thể hắn, máu tươi trong cơ thể hắn giống như suối phun tập trung về phía huyết kiếm của Dương Diệp. Hút máu. Thanh kiếm trong tay Dương Diệp đang hút máu của người mặc áo đen. Người mặc áo đen nhận ra được tình cảnh này, trong lòng kinh hãi vạn phần.
huyền khí trong cơ thể hắn lập tức cuộn lên, một khí thế khủng khiếp giống như lốc xoáy cuốn ra khỏi cơ thể hắn, muốn đánh Dương Diệp văng ra. Khí thế của bán đế chính là thứ có thể so sánh với uy lực của trời đất, nó phải khủng khiếp tới mức nào. Nhưng vào giây phút khí thế của hắn vừa tuôn ra, từ trong cơ thể Dương Diệp lập tức tuôn ra hai luồng ý cảnh, khí thế khủng khiếp của người mặc áo đen này đã bị chấn áp, sau đó bị vỡ nát, hóa thành hư vô. Trong phút chốc, chân phải Dương Diệp chợt đạp một cái, mặt đất truyền đến lực lượng cường đại trực tiếp làm người mặc áo đen chấn động lùi lại gần nghìn trượng. Mà lúc này, huyết kiếm trong tay Dương Diệp đã nhanh chóng đâm xuyên ra phía sau lưng của người áo bào đen. Bàn tay trái của người mặc áo đen này nắm huyết kiếm của Dương Diệp cũng đã biến thành một bàn tay máu. Trong đó hai đầu ngón tay đã không còn, điều này làm cho hắn không thể không thả đoạn kiếm, sau đó nắm lấy huyết kiếm của Dương Diệp. Phá! Dương Diệp quát lên một tiếng, chân phải lại chợt đạp một cái, người mặc áo đen trực tiếp xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Lần này, huyết kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Huyết kiếm ở trong cơ thể người mặc áo đen điên cuồng hấp thu máu của người mặc áo đen, tuy nhiên người mặc áo đen vẫn không ngừng điên cuồng phát huyền khí trong cơ thể hắn. Ra, sau đó chống lại táng thiên cắn nuốt. Nhưng lúc này trong lòng hắn đã tuyệt vọng rồi. Lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng không có cách nào chống lại lực lượng của Dương Diệp, tốc độ càng không cần phải nói tới. Nếu như tốc độ của hắn nhanh như Dương Diệp cũng không rơi vào bị động như thế. Chỉ là một sơ suất, hắn đã rơi vào đường cùng như vậy. Lúc này, người mặc áo đen đột nhiên giận dữ hét với đám người áo đen kia. Trợ giúp ta! Lúc này, hắn phải thoát khỏi người máu trước mắt này, mới có thể có cơ hội phản kích, phải nói là có cơ hội sống sót mới đúng. Nếu không, tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bị thanh kiếm kia hút thành một thi thể khô quắt. Nghe thấy người mặc áo đen nói vậy, những người áo đen đang chiến đấu cùng đám người của Thư viện Bạch Lộc phía xa không hề do dự, lập tức bỏ qua đám người của Thư viện Bạch Lộc, sau đó lao về phía Dương Diệp. Cản bọn họ lại. Phương Vân gầm phẫn nộ, lướt về phía những người áo đen kia. Mà những cường giả Thư viện Bạch Lộc phía sau hắn cũng nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, ngăn cản những người áo đen kia. Cho dù đám người của Thư viện Bạch Lộc dùng hết sức ngăn cản, nhưng vẫn có hai người áo đen lao tới phía sau của Dương Diệp. Cẩn thận! Phía xa, hư vô thần vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không quan tâm tới hai người kia, hai tay hắn nắm huyết kiếm chợt xoay tròn. Suy! Mấy dòng máu tươi lập tức bắn ra. Giờ phút này, hai tay của người mặc áo đen thiếu chút nữa đã trực tiếp bị tàn phế. Mà lúc này, hai người áo đen đã đi tới phía sau của Dương Diệp. Hai thanh đoạn kiếm lần lượt đâm về phía gáy và sau lưng của Dương Diệp. Ngươi hẳn không có sức lực. Dương Diệp nhìn người mặc áo đen này, khóe miệng cong lên lộ vẻ tươi cười tà ác, vừa dứt lời, một đôi cánh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Đôi ánh chợt vỗ mạnh. Suy! Cả người Dương Diệp lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì chỉ cách sau lưng người mặc áo đen trăm trượng, người mặc áo đen này lại trợn tròn hai mắt, cơ thể cứng đờ ở tại chỗ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Ở ngực hắn có một lỗ kiếm, lúc này, rất nhiều máu tươi cùng linh khí đang từ bên trong lỗ kiếm này phun mạnh ra ngoài, cuối cùng lần lượt tiến vào huyết kiếm trong tay và trước ngực Dương Diệp. Bán thánh, ta tự nhiên chết bởi một bán. Người mặc áo đen còn chưa nói xong, Dương Diệp đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn, người mặc áo đen lập tức không còn sức sống. Tay phải của Dương Diệp vung lên, thi thể người mặc áo đen đã biến mất. Hắn cũng biến mất theo. Một điểm sáng màu máu chợt lóe lên, một người mặc áo đen phía sau đã lập tức cứng đờ. Trong phút chốc, rất nhiều linh khí tràn ra khỏi cơ thể hắn. Những linh khí này lập tức bị tiểu bạch trước ngực Dương Diệp hút sạch, máu tươi trong cơ thể đối phương lại đều bị huyết kiếm trong tay Dương Diệp hấp thu. Người áo đen còn lại hoảng hốt, trong phút chốc chợt hét lên với những người áo đen còn đang giao đấu cùng học sinh thư viện Bạch Lộc. Rút lui, mau rút lui. Rút lui, trốn đi đâu? Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt người áo đen vừa kêu lên. Người áo đen kia hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi đã bổ đoạn kiếm trong tay xuống. Keng! Một tiếng động thanh thúy lên, trong phút chốc, đoạn kiếm trong tay người áo đen lập tức vỡ nát. Dưới lực lượng mạnh mẽ của Dương Diệp, hắn liên tục lùi lại phía sau. Ánh sáng máu lóe lên. Suy! Một đường kiếm khí màu máu đã xuyên qua trước ngực người áo đen kia.
cơ thể kia trực tiếp cứng đờ, sắc thái trong mắt chậm rãi tiêu tan. Dương Diệp lại xông vào trong đám người áo đen phía xa. Có Dương Diệp gia nhập, cuộc chiến đấu ở đó lập tức nghiêng về một phía. Không đến một khắc, đám người Dương Diệp hợp lực đã hoàn toàn tiêu diệt mười mấy bán thánh cao cấp. Dương Diệp nhìn lướt qua thi thể của những người áo đen kia, sau đó vung tay phải lên, những thi thể này đều bị hắn thu vào bên trong không gian của vỏ kiếm cổ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bây giờ làm thế nào? Bên cạnh Dương Diệp, Phương Vân hỏi, sau lưng bọn họ là những học sinh của Thư viện Bạch Lộc. Rõ ràng, lúc này bọn họ đã xem Dương Diệp là người dẫn đầu. Nợ máu, tự nhiên phải trả bằng máu. Dương Diệp vừa dứt lời, cả người hóa thành một đường kiếm khí màu đỏ phóng lên cao, lao thẳng đến không trung. Trong không trung xa xôi, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đang đại chiến cùng ba gã bán đế. Mặc dù là hai người đấu với ba người, nhưng Tiêu Biệt Ly có thực lực mạnh mẽ đã lấy sức lực của một người cứng rắn chống đỡ hai bán đế, bởi vậy, hai người tuyệt đối không bị thua. Nhưng lúc này lòng hai người nóng như lửa đốt, bởi vì đây rõ ràng là một âm mưu. Một âm mưu dụ bọn họ đi ra để ngăn chặn bọn họ, sau đó giết sạch Bạch Lộ Thành. Bởi vậy, hai người căn bản không có lòng dạ nào tham chiến, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì ba người đối phương quấn chặt bọn họ, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội rời khỏi. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang vọng, tiếp theo, một đường ánh sáng máu xuyên qua không trung lao đến, xuất hiện ở trong không trung. Năm người đang giao chiến nhất thời ngừng lại. Ánh sáng máu tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Dương Diệp! Nhìn thấy Dương Diệp, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh lập tức mừng rỡ, mặc dù Dương Diệp chỉ là bán thánh, nhưng khi hắn phát điên lên thì hoàn toàn không yếu hơn bán đế, thậm chí còn có thể chém giết bán đế. Có thể nói, Dương Diệp khôi phục chính là chuyện vui lớn đối với Thư viện Bạch Lộc mà nói, đặc biệt lúc này Thư viện Bạch Lộc. Dương Diệp! Phía xa, sắc mặt một lão già lập tức trầm xuống. Lão già này không phải là ai khác, chính là Mạc Cơ. Dương Diệp không để ý tới Mạc Cơ, mà nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Phía dưới đã giải quyết xong, cũng giết chết cả ba người này chứ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, các bán đế đều sửng sốt. Năm người đồng thời thi triển tinh thần lực kiểm tra phía dưới. Chỉ trong giây lát, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hai người đều mỉm cười. Nhưng vẻ mặt đám ba người Mạc Cơ ba người lại rất khó coi. Đồng thời, trong lòng ba người cũng khiếp sợ, phía dưới có gần trăm thánh giả cao cấp, còn có một bán đế, nhưng bây giờ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa Dương Diệp đã có thực lực giết bán đế. Dương Diệp phải chết. Đây là ý nghĩ trong ba người đầu Mạc Cơ lúc này, cho dù thực lực của Mạc gia bọn họ cường đại, nhưng nếu như Mạc cho Dương Diệp trưởng thành lên, sau này nhất định là một phiền toái lớn cho Mạc gia. Mà trong khi bọn họ tính toán phải giết chết Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng máu bắn mạnh về phía Mạc Cơ. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay quyết đoán, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh hơi ngẩn người ra, nhưng cũng lập tức ra tay. Vào thời điểm này, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không ngốc đến mức muốn đi đàm phán cùng đối phương. Đây đã là thời điểm ngươi chết ta sống. Không có chỗ để đàm phán. Nhìn thấy ba người Dương Diệp ra tay, sắc mặt ba người Mạc Cơ thoáng biến đổi, nhưng cũng không dám tỏ ra yếu kém. Nhất là Mạc Cơ nhìn thấy mục tiêu của Dương Diệp là hắn thấy Dương Diệp làm vậy chính là đang coi thường hắn nên trong mắt lập tức có sát ý tuôn ra, hóa thành một đường cầu vồng lao nhanh về phía Dương Diệp. Ầm ầm ầm. Trong không trung truyền đến từng tiếng nổ lớn, tuy nhiên bởi vì là ở trong không trung nên thế giới linh giới cũng không bị ảnh hưởng. Nếu không, lấy thực lực của 6 người, nếu như giao đấu ở linh giới thì lực phá hoại này. Không nói người bảo vệ cùng mắt của thiên đạo, cho dù là cường giả thế lực khác cũng sẽ không đồng ý. Linh giới không phải là bất cứ người nào hoặc một thế lực linh giới, đây là mọi người của linh giới, đây là một quê hương, ai dám hủy diệt quê hương thì chính là kẻ địch của tất cả mọi người. Không bao lâu, ba gã bán đế của Mạc gia lại rơi vào tình thế bất lợi. Thực lực của bản thân Tiêu Biệt Ly đã cao hơn bất kỳ bán đế nào của Mạc gia, trước đó hắn có thể lấy một địch hai, bây giờ có Dương Diệp gia nhập, lấy dưới tình huống một đấu một. Bán đế của Mạc gia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mới giao đấu không lâu, bọn họ đã bị Tiêu Biệt Ly áp chế, gần như không còn sức đánh trả. Mà Mạc Cơ giao đấu cùng Dương Diệp càng đánh càng kinh ngạc,
tốc độ cùng lực lượng của Dương Diệp thật sự quá kinh khủng. Lực lượng này quá mạnh mẽ, làm cho hắn cũng phải kiêng kỵ, còn có tốc độ kia càng làm cho hắn kinh sợ. Ngoài việc đó ra, kiếm đạo của Dương Diệp cũng mạnh mẽ thái quá, đặc biệt sau khi gia tăng hai loại ý cảnh, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường kiếm khí kia. Cho dù thấy Dương Diệp đặc biệt khó chịu, hận không thể cắt đầu của Dương Diệp, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận, thực lực của Dương Diệp rất cường hãn, đã hoàn toàn có thể uy hiếp bán đế. Búa sắt trong tay Mạc Cơ cùng huyết kiếm trong tay Dương Diệp va chạm trên không trung và phát ra một tiếng động lớn, Mạc Cơ bị chấn động liên tục lùi lại mười mấy trượng. Dương Diệp lại không hề nhúc nhích, cảm nhận cảm giác dê dại do tay phải truyền đến, vẻ mặt Mạc Cơ càng thêm thâm trầm, lực lượng này của Dương Diệp mạnh mẽ thái quá, đây căn bản không phải là lực lượng bán thánh nên nắm giữ. Trong phút chốc, Dương Diệp đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu hắn, hai tay Dương Diệp nắm huyết kiếm chợt chém xuống. Một chém này, gần như xé rách không trung. Đồng tử của Mạc Cơ hơi co lại, hắn biết lực lượng của Dương Diệp nên không dám khinh thường, chân phải lập tức quét về phía sau một vòng. Trong phút chốc, tất cả không gian đột nhiên ép lại, không gian dưới chân hắn lập tức được gia cố vô số lần, hai tay hắn cầm búa sắt gần như dùng hết sức lực chọc lên trên, va chạm cùng huyết kiếm của Dương Diệp. Bành! Búa và kiếm va chạm vào nhau, không gian giống như bị búa sắt đánh vào, phát ra chấn động mạnh. Từng vết nứt xuất hiện ở xung quanh hai người. Mà nhờ không gian dưới chân của Mạc Cơ gia cố, hắn tuyệt đối không bị Dương Diệp chấn động xuống, nhưng trên cánh tay hắn lại xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như mạng nhện vậy. Cứ như vậy, hai người duy trì tư thế kiếm và búa giao nhau trên không trung, giống như bị đông cứng lại. Không gian chỗ kiếm và búa giao nhau đang chấn động, không gian xung quanh hai người cũng bắt đầu khẽ run lên. Mà vẻ mặt Mạc Cơ lại càng lúc càng khó coi. Bởi vì huyết kiếm của Dương Diệp tự nhiên chậm rãi cắt vào trong búa sắt của hắn. Khi huyết kiếm của Dương Diệp hoàn toàn cắt búa sắt của hắn thành hai nửa, kiếm kia sẽ chém xuống đầu hắn. Hắn đã nghĩ đến cảnh tượng đó, nhưng lúc này hắn căn bản không có biện pháp, lúc này lui lại sao? Căn bản không làm được, lúc này hắn lui lại chính là tự tìm chết, bởi vì tốc độ của hắn không nhanh bằng Dương Diệp, hơn nữa, lực lượng của hai người đều tập trung về phía đối phương. Bất kỳ bên nào lui lại đều sẽ gặp cắn tra. Bởi vậy, bây giờ hắn đã không có đường tiến lui nữa. Lui không phải chết chính là tàn phế, tiến thì lực lượng của hắn căn bản không có mạnh mẽ bằng Dương Diệp, vũ khí trong tay cũng không mạnh bằng vũ khí của Dương Diệp. Nếu như vũ khí có thể ngăn cản huyết kiếm của Dương Diệp, không bị cắt ra thì có lẽ còn có thể chống đỡ rất lâu, nhưng bây giờ, lấy tốc độ trước mắt này có thể thấy được. Tối đa là hơn 10 hơi thở nữa thì kiếm của Dương Diệp sẽ tiếp xúc với đầu hắn. Không dám do dự, Mạc Cơ chợt quát. Trợ giúp ta. Nghe thấy Mạc Cơ nói vậy, hai bán đế đang chiến đấu cùng Tiêu Biệt Ly và Tiêu Linh lập tức kinh sợ, dùng thần thức đảo qua, khi thấy tình cảnh của Mạc Cơ, vẻ mặt hai người lập tức nghiêm trọng, trong lòng cũng kinh hãi hơn. Hai người cũng không nghĩ tới Mạc Cơ lại bị một bán thánh dồn đến mức như vậy. Bán đế đang giao đấu cùng Tiêu Biệt Ly lại cười đầy cay đắng, lúc này bản thân hắn cũng khó bảo toàn, làm sao còn có thể trợ giúp Mạc Cơ được. Bán đế Mạc ra giao đấu cùng Tiêu Linh rõ ràng cúc hiểu rõ điều ấy, hắn không chiến đấu kịch liệt cùng Tiêu Linh nữa, nà xoay người bắn nhanh về phía Dương Diệp. Nhưng hắn còn chưa tới, một quyền năng lượng lớn đã tới phía sau của Dương Diệp, muốn đánh nát Dương Diệp. Trong không trung, hai mắt Dương Diệp híp lại, cho dù hắn có cơ thể mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩa là có thể không để ý tới cường giả bán đế. Nếu Enchu hắn cứng rắn chống đỡ một đòn này, cho dù không chết hoặc bị thương nặng, nhưng hắn sẽ bị rơi vào thế bị động. Bởi vì Mạc Cơ phía dưới chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Ngay lập tức, cơ thể hắn xoay tròn, huyết kiếm trong tay chợt rút ra và chém sang bên cạnh. Chân phải của hắn chợt giẫm búa sắt đã bị cắt thành hai nửa trong tay Mạc Cơ. Bành! Huyết kiếm chém xuống. Quyền năng lượng lập tức bị cắt ra làm hai, cùng lúc đó, Mạc Cơ bị Dương Diệp đạp một cái đã trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Một kiếm chém nát quyền ấn năng lượng, Dương Diệp lập tức xoay người, hai tay cầm huyết kiếm bổ mạnh về phía Mạc Cơ bên dưới. Nhưng vào lúc này, Mạc Cơ đặc biệt thông minh, không cứng rắn chống đỡ với Dương Diệp mà lập tức dẫm mạnh vào trong không gian, lập tức biến mất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, hắn chợt xoay người chém xuống. Bành! Một thanh búa sắt trực tiếp bị một kiếm của hắn chém bay. Lúc này,
bán đế phía xa đang giao đấu cùng Tiêu Biệt Ly đột nhiên bay ra ngoài, Tiêu Biệt Ly đang muốn truy kích thì sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, chợt xoay người hô lên với Dương Diệp. Đi mau! Dương Diệp nhíu mày, nhưng không do dự, lập tức xoay người rời đi. Cho dù hắn không biết vì sao Tiêu Biệt Ly đột nhiên làm như thế, nhưng hắn biết đối phương sẽ không hại hắn. Mà Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh cũng lập tức xoay người rời đi. Vào giây phút ba người vừa rời đi, một lão già tóc trắng cùng Phượng Tình Vũ đã xuất hiện ở trong không trung, hai người không truy kích ba người Tiêu Biệt Ly. Bởi vì nếu như bán đế muốn chạy trốn, bọn họ căn bản không ngăn cản được, phải nói là đã mất đi tiên cơ. Nếu không, vẫn có thể ngăn chặn được ba người Tiêu Biệt Ly. Nhìn thấy lão già tóc trắng cùng Phượng Tình Vũ, ba người Mạc Cơ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng ra. Bởi vì nếu tiếp tục nữa, trong bọn họ nhất định có người phải căn dặn ở đây. Nhưng ngay vào lúc này, một ánh sáng máu chợt lóe lên trong không gian này. Hai người lão nhân tóc trắng này cùng Phượng Tình Vũ nhất thời biến sắc. Làm càn! Gương mặt của lão già tóc trắng lập tức dữ tợn, sau đó trực tiếp đánh ra một chưởng. Dương Diệp, người điên rồi! Giọng điệu hoảng sợ của Tiêu Biệt Ly cũng đột nhiên vang lên. Mạc Cơ còn có chút sửng sốt, trong phút chốc, mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Dương Diệp đã chạy trốn, không ngờ lại xuất hiện ở phía sau của hắn, mà chỗ cổ họng của hắn đột nhiên tràn ra một tia đỏ tươi. So ra, hắn còn nhanh hơn vừa rồi, rất nhiều. Mạc Cơ vừa dứt lời thì nghiêng đầu một cái, từ không trung rơi xuống, máu tươi bắn ra thành vòi. Bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Bành! Khi đầu Mạc Cơ rơi xuống, một trường ấn lập tức đánh vào trên thân Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại và có máu tươi phun ra khỏi miệng, sau đó bay ngược ra mấy ngàn trượng. Rút lui. Trong không trung, nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh muốn quay lại thì Dương Diệp chợt quát. Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người, nhưng lập tức cùng Tiêu Linh xoay người bước vào Bạch Lộ Thành. Sở dĩ hắn không ra tay là bởi vì lúc này phương hướng Dương Diệp bị đánh bay vừa vặn là Bạch Lộ Thành. Rất nhanh, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh xuất hiện ở trên tường thành Bạch Lộ Thành, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Một đường ánh sáng máu chợt lóe lên ở trong mắt hai người, Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mở ra trận pháp. Giọng nói của Tiêu Biệt Ly vang vọng trên không trung của tất cả Bạch Lộ giới. Hắn vừa dứt lời, một màn ánh sáng rất lớn lập tức bao phủ tất cả Bạch Lộ thành. Nhìn thấy màn ánh sáng mở ra, Tiêu Biệt Ly lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt hắn lập tức bía đần đổi. Áo trên người Dương Diệp đã biến mất, ở trên thân hắn trải rộng những vết nứt rất nhỏ giống như mạng nhện, cả mặt hắn cũng vậy, nhìn qua rất kinh người. Trong những vết nứt rất nhỏ này không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng những tờ máu mới vừa xuất hiện đã bị huyết kiếm trống trên mặt đất hấp thu hết. Ngươi không sao chứ? Tiêu Biệt Ly liền vội vàng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nghỉ ngơi một chút là được. Trước đó hắn đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giết Mạc Cơ, thật ra chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, cảm thấy Mạc Cơ đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như bỏ qua cơ hội này, lần sau muốn giết đối phương lại khó khăn. Bởi vậy, hắn không thi triển tinh thần hộ thể thuật đã trực tiếp thi triển bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Trong tình huống đó, hắn cũng không có thời gian ở thi triển tinh thần hộ thể thuật, bởi vì nếu như đối phương có đề phòng, muốn một đòn giết chết đối phương thì không quá thực tế. Bởi vậy, hắn trực tiếp thi triển bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng, đạt được hiệu quả bất ngờ. Kết quả là hắn đã thành công. Cho dù cơ thể tan vỡ, nhưng thật may là lấy cơ thể hắn bây giờ vẫn còn chống đỡ được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu. Trước đó Dương Diệp bị thương còn nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều cũng không có việc gì. Chắc hẳn chút vết thương ấy với Dương Diệp chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu như Dương Diệp biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Biệt Ly, nhất định sẽ nôn ra máu. Cho dù hắn chống đỡ được, nhưng cảm giác đau đớn khi thân thể này bị xé rách cũng không dễ chịu đâu, thật sự có thể dùng tê tâm liệt phổi để hình dung. Chỉ có điều hắn cố gắng kìm chế, không biểu hiện ra ngoài. Thật hay cho một Dương Diệp. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đám người Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn lên. Ở bên ngoài màn ánh sáng, lão nhân tóc trắng, Phượng Tình Vũ cùng với hai bán đế Mạc gia đang nhìn Dương Diệp trên tường thành. Lúc này, sắc mặt của hai người lão nhân tóc trắng này cùng Phượng Tình Vũ rất dữ tợn,
đặc biệt là lão già tóc trắng, Dương Diệp ở trước mặt hắn làm một chiêu hồi mã thương, một đòn giết chết Giết Mạc Cơ, điều này chính là sỉ nhục đối với hắn cùng Mạc gia. Mà vẻ mặt Phượng Tình Vũ cũng khó coi, bởi vì nàng không ngờ được chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vết thương của Dương Diệp này không chỉ khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn. Đây là con người nữa sao? Dương Diệp mới bán thánh, nếu để cho hắn đạt được thánh giả, vậy còn muốn nghịch thiên đến trình độ nào? Khi đó, chỉ sợ là nàng cũng không làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Phượng Tình Vũ càng lộ rõ. Mạc Thiên. Lúc này, Tiểu Biệt Ly chắn ở trước mặt Dương Diệp, nhìn thẳng lão nhân tóc trắng này và nói. Không ngờ Mạc gia phái ngươi tới. Ở trong mắt Tiểu Biệt Ly có vẻ nghiêm trọng. Nghe thấy Tiểu Biệt Ly nói vậy, Tiêu Linh biến sắc, Mạc Thiên, nàng tất nhiên biết cái tên này. Đây chính là cường giả đã từng ở trong 20 vị trí đầu của võ bảng, hơn nữa còn là cường giả thành danh từ lâu. Khi đối phương là bán đế, Tiêu Biệt Ly vẫn chỉ là thánh giả cao cấp. Lần này Mạc gia phái hắn tới, có nghĩa là Mạc gia muốn chơi thật, mà không phải chơi giả nữa. Mạc Thiên nhìn Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu Biệt Ly, nhiều năm qua như vậy, thư viện Bạch Lộc ngươi cùng Mạc gia ta không có giao tình gì, nhưng cũng không có ân oán gì. Trước đó, thư viện Bạch Lộc ngươi giết con cháu Mạc gia ta, bây giờ lại giết trưởng lão Mạc gia ta, ta rất muốn biết là ai cho ngươi mượn lá gan này. Để cho ngươi coi thường Mạc gia ta như vậy. Lẽ nào chỉ cho phép Mạc gia ngươi giết học trò ta sao? Tiêu Biệt Ly cười lạnh, nói. Mạc Thiên, đến bây giờ còn phải luận đúng và sai nữa sao? Ngươi nói đúng, đúng và sai đều không quan trọng. Mạc Thiên nhìn lướt qua cả Bạch Lộ Thành, nói. Mấy năm nay Mạc gia ta quá khiêm tốn, cho nên tùy tiện người nào cũng dám đụng đến chúng ta. Xem ra, Mạc gia ta phải phách lối mới được. Tiêu Biệt Ly nhìn lướt qua phía chân trời, sau đó cười lạnh nói. Mạc Thiên, ta không tin Mạc gia ngươi sẽ vì một đệ tử mà toàn diện khai chiến với thư viện Bạch Lộc ta, cho dù Mạc gia ngươi sĩ diện nhưng không ngốc, điều này không có lợi gì cho Mạc gia ngươi. Cho nên, nếu như ta không đoán sai, lần này các ngươi tới đây không đơn thuần vì mặt mũi gì đó. Ngươi cứ nói đi. Mạc Thiên khẽ nói. Tiêu Biệt Ly nhìn lướt qua phía chân trời, sau đó lạnh lùng nói. Lý lão quải, nếu tới, sao còn không ra? Bây giờ có Mạc gia làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi thì sợ gì? Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, ở bên cạnh Mạc Thiên lập tức lại có thêm một người, người này không phải là ai khác, chính là Lý lão quải. Lý lão quải nhìn lướt qua đám người Tiêu Biệt Ly, sau đó cười lạnh nói. Tiêu Biệt Ly, ta đã từng nói pháp phái ta sẽ trở lại, không ngờ chúng ta trở về nhanh như vậy. Quả thật không ngờ được. Tiêu Biệt Ly khẽ nói. Không ngờ được pháp phái ngươi đi làm tay sai cho Mạc gia. Nếu như tổ tiên pháp phái ngươi ở bên ngoài vực biết được, không biết có thể bị ngươi làm cho tức chết hay không. Không cần ngươi quan tâm tới điều này. Lý lão quải lạnh lùng nói. Tiêu Biệt Ly, trung thổ thần châu sau này sẽ không có nho phái, cũng sẽ không có thư viện Bạch Lộc gì nữa. Từ nay về sau, trung thổ thần châu chỉ có một thư viện, đó chính là thư viện Khai Dương ta. Tiêu Biệt Ly, người của nho phái ngươi và cả Dương Diệp ngươi nữa, các ngươi từ từ hưởng thụ giây phút cuối cùng này đi. Vừa dứt lời, Lý lão quải nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, pháp phái ta sở dĩ mất hết tất cả đều là vì ngươi trợ giúp nho phái, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ chết là một hy vọng xa vời thế nào. Nói xong, hắn cười lạnh, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Đám người Mạc Thiên cũng xoay người rời đi. Chỉ trong giây lát, hơn 40 cái quan tài xuất hiện ở ngoài thành Bạch Lộ Thành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh lập tức trầm xuống. Vì sao bọn họ không trực tiếp tấn công thành? Sau một lúc lâu, Tiêu Linh hỏi. Tiêu Biệt Ly nhìn phía chân trời một lát, sau đó nói. Rõ ràng bọn họ không muốn lại tiêu diệt chúng ta như vậy, làm vậy không thể hiện ra sự mạnh mẽ của Mạc gia hắn, càng không trấn áp được trung thổ thần châu. Chết cũng không đáng sợ, rất nhiều người của thư viện Bạch Lộc ta cũng không sợ chết. Đáng sợ hơn cái chết chính là cảm giác chờ đợi cái chết. Nhìn thấy những quan tài kia không, bây giờ bọn họ muốn làm cho chúng ta chờ đợi cái chết. Kể từ đó, không những có thể trấn áp trung thổ thần châu, cũng có thể chậm rãi đánh nát tâm lý phòng ngự của học sinh chúng ta. Tiêu Linh im lặng rất lâu, sau đó nói. Bên ngoài vẫn có rất nhiều học sinh, chúng ta phải tìm biện pháp đón bọn họ về.
nhìn phía chân trời, hai tay Tiêu Biệt Ly chậm rãi nắm chặt lại, đám người Mạc Thiên căn bản không rời đi mà trấn giữ ở bên ngoài. Có 5 tên bán đế, người bạch lộ giới căn bản không ra được. Chuyện đón người, cứ để ta làm cho. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, nói. Không được. Lúc này Tiêu Biệt Ly không đồng ý, nói. Ngươi cố gắng dưỡng thương đi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp đón người. Mặc dù Dương Diệp là bán thánh nhưng có thực lực của bán đế, để cho hắn ra ngoài, nếu như hắn có sao thì thư viện Bạch Lộc sẽ thật sự kết thúc. Ngươi nắm chắc sao? Tiêu Linh bỗng nhiên nói, cho dù nàng tiếp xúc cùng Dương Diệp không nhiều, nhưng nàng biết Dương Diệp không phải là một người ngu xuẩn, dưới tình huống biết có mấy vị bán đế mà hắn còn dám nói ra câu này, nhất định hắn có chỗ dựa nào đó. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, có thể cứu bọn họ an toàn trở về hay không thì ta không dám cam đoan, nhưng ít nhất trước mắt cũng chỉ có ta có thể ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay, đồng thời có thực lực ở bên ngoài cứu người. Tiêu viện trưởng và tiền bối Tiêu Linh, các ngươi không có lựa chọn khác. Lại nói, lấy thực lực của ta muốn dùng hết sức lực để chạy trốn, cho dù là Mạc Thiên cũng không nhất định có thể ngăn cản được ta. Tiêu Biệt Ly muốn nói gì, lúc này Tiêu Linh đã nói. Để cho hắn thử xem. Nhưng, Tiêu Biệt Ly vừa muốn nói, Tiêu Linh lại nói. Bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn, ngươi cùng ta tuyệt đối không thể ra ngoài, cũng không thể đi ra ngoài, không có chúng ta ở đấy, nếu như đối phương đột nhiên tấn công thành thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Trừ ngươi cùng ta ra, cũng chỉ có tiểu tử này có thực lực ra ngoài cứu người. Tiêu Biệt Ly im lặng rất lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Dương Diệp lắc đầu, nói. Chỉ có thể nói là làm hết sức thôi. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói. Làm hết sức, có cần gì không? Ta cần biết rằng vị trí những người đó ẩn nấp. Dương Diệp nói. Sĩ Hà đã liên hệ với bọn họ rồi, đợi lát nữa ta bảo hắn đưa tới cho ngươi. Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đợi lát nữa bảo hắn đưa đến phòng tu luyện cho ta. Sau đó các ngươi coi như ta đang bế quan. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó nói. Tình cảnh thư viện bây giờ như vậy, ngươi cũng không cần phải mang gánh nặng tâm lý gì cả. Pháp phái cùng Mạc gia lại liên thủ nhanh như vậy, rõ ràng bọn họ đã sớm cấu kết với nhau, ngươi giết Mạc Vân Thiên chỉ vừa vặn cho bọn họ một cái cớ để danh chính ngôn thuận ra tay với thư viện Bạch Lộc ta mà thôi. Cho nên cho dù không có ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ ra tay với thư viện Bạch Lộc ta. Lúc này, Tiêu Linh cũng nói. Tiêu lão đầu nói câu này không phải đang an ủi ngươi, mà thật sự là như vậy. Lý lão quải của pháp phái có dã tâm rất lớn, hắn căn bản sẽ không cam tâm rời khỏi Bạch Lộ giới, bởi vậy hắn trở về là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đương nhiên, bản thân ta cảm thấy bây giờ các ngươi cũng không nên để ý tới những chuyện này. Bởi vì chúng ta bây giờ vốn là một đoàn thể, bất kể là ân oán của ngươi, hay là ân oán của nho phái. Đều là ân oán chung của mọi người chúng ta. Điều bây giờ chúng ta phải làm là cùng nhau đối mặt với cửa ải khó khăn lần này. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Tiêu Linh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói. Yên tâm, ta sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta đi trước chuẩn bị. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi có phát hiện ra không, tiểu tử này rất thần bí. Dương Diệp đi rồi, Tiêu Linh bỗng nhiên nói. Hắn đến từ vị diện dưới, một đường trưởng thành đến bây giờ, sao có thể không gặp chút kỳ ngộ chứ? Hắn có chút bí mật cũng là rất bình thường. Tiêu Biệt Ly nói. Tiêu Linh khẽ gật đầu, sau đó nói. Bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta có thể chống đỡ qua cửa ải này. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, trong mắt đầy ưu sầu. Với tình cảnh của thư viện lúc này, đừng nói hắn, bất kỳ ai cũng có thể hiểu rõ. Nói là đường cùng cũng không quá đáng. Bên trong phòng tu luyện, tay phải của Dương Diệp vung lên, 100 người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn, mà ở trước mặt 100 người áo đen này còn có người mặc áo đen bán đế. Trước đó khi giết chết người mặc áo đen bán đế, hắn đã thuận lợi thu thi thể của đối phương vào. Con rối bán đế sẽ là trợ giúp rất lớn đối với hắn cùng thư viện Bạch Lộc bây giờ. Còn cả 100 thánh giả cao cấp này nữa. Nếu hắn vận dụng tốt cũng là một trợ lực lớn siêu cấp. Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy tương đối đáng tiếc là Mạc Cơ. Bởi vì cho dù hắn giết Mạc Cơ,
nhưng lại không có cách nào chế luyện đối phương thành khôi lỗi. Đầu đối phương cũng bị hắn cắt xuống, còn luyện con rối thế nào được. Trong tình huống lúc đó, hắn chỉ có thể lựa chọn cắt đầu, bởi vì cho dù là đâm thủng ngực đối phương, hắn cũng không nắm chắc có thể giết chết đối phương đi cây. Nhưng nếu như đầu bị cắt thì đừng nói linh đan rượu dược gì, cho dù là hồng mông tử khí cũng hắn cũng bó tay. Rất nhanh, Dương Diệp đã bắt đầu chế luyện. Chế luyện thánh giả cao cấp còn tốt, không tốn quá sức lực lớn, nhưng lúc chế luyện bán đế, Dương Diệp thiếu chút nữa đã bị cắn trả. Nếu là trước đây, hắn căn bản không có cách nào chế luyện bán đế, hoặc nói cho dù có thể chế luyện cũng sẽ mạo hiểm rất lớn. Nhưng bây giờ, thực lực của bản thân hắn đã tăng lớn, bất kể là kiếm ý hay sát ý cảnh giới hư vô, hoặc lực linh hồn cùng với lực tinh thần đều vượt xa trước đây, bởi vậy cho dù gặp phải vấn đề, nhưng cuối cùng hắn vẫn giải quyết được từng cái một. Một ngày sau, buổi tối, một bóng đen lặng lẽ bay ra khỏi cửa thành Bạch Lộ Thành, sau đó biến mất ở phía xa. Rất nhanh, bóng đen đã hòa vào trong bóng đêm. Bóng đen này tất nhiên chính là Dương Diệp. Sau khi chế luyện xong tất cả con rối, hắn liền lập tức lên đường đi cứu người. Cho dù từ trên xuống dưới thư viện Bạch Lộ đều không có người nào trách móc hắn, nhưng bây giờ thư viện Bạch Lộ đối mặt với tình cảnh cùng đường như vậy, còn chết nhiều người như vậy, cho dù Tiêu Biệt Ly nói, không có hắn thì pháp phải cùng Mạc gia cũng sẽ ra tay với thư viện Bạch Lộc, nhưng trong lòng Dương Diệp sao có thể không xấu hổ được. Hắn giết nhiều người như vậy, nhiều đến mức chính hắn cũng đếm không hết, nhưng hắn chưa bao giờ có hổ thẹn. Với hắn, những người đó đều nên giết, đều đáng chết. Nhưng những học sinh thư viện Bạch Lộc chết đi, xét về một mức độ nào đó vẫn là chết vì hắn. Đương nhiên, hắn hiểu rõ những lời Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đã nói, dầu dĩ những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Giây phút hắn vì thư viện Vân Hải tới thư viện Bạch Lộc, hắn đã dính vào ân oán giữa nho phái cùng pháp phái. Mà bây giờ, hắn cùng với thư viện Bạch Lộc là một đoàn thể, bất kể là phiền phức của thư viện Bạch Lộc, hay là phiền phức của Dương Diệp hắn, đều là phiền phức chung của mọi người, bởi vì bọn họ bây giờ là người một nhà. Nói tóm lại, cùng nhau đối mặt với khó khăn mới là chuyện quan trọng nhất. Khi sắp rời khỏi Bạch Lộ giới, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời sao. Ở trên không trung xa xôi đó có ít nhất 5 tên bán đế. Ngoài bọn họ ra còn có Lục Nguyên Hạo đang âm thầm theo dõi. Tình cảnh của thư viện Bạch Lộc bây giờ không quá lạc quan. Mà tình cảnh của bản thân hắn cũng không khá hơn chút nào. Lục Nguyên Hạo chắc chắn sẽ không buông tha Hồng Mông Tháp, đối phương nhất định sẽ cho hắn một đòn chí mạng vào thời điểm quan trọng nhất. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên và rời khỏi Bạch Lộ giới. Chấm chấm chấm. Chuyện Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bao vây tấn công thư viện Bạch Lộc đã được truyền khắp Trung Thổ Thần Châu. Lúc này rất nhiều thế lực cùng người của Trung Thổ Thần Châu đều đang quan tâm tới thư viện Bạch Lộc. Bọn họ muốn xem thử thư viện Bạch Lộc đã từng có lịch sử huy hoàng ở Trung Thổ Thần Châu sẽ có kết cục thế nào. Đương nhiên, tất cả mọi người hiểu rõ một điểm. Đó là cho dù thư viện Bạch Lộc thắng, vậy khẳng định cũng là thắng thảm. Mà tỷ lệ thắng của thư viện Bạch Lộc gần như bằng không. Xung quanh Bạch Lộ giới, những thế lực vốn qua lại thân thiết với thư viện Bạch Lộ đều lên tiếng phủi sạch quan hệ cùng thư viện Bạch Lộc, sợ bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông nhằm vào. Mà học sinh thư viện Bạch Lộc ở bên ngoài bị cường giả của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông truy sát, cũng không có người nào dám ra tay trợ giúp, cũng không có ai dám thu nhận bọn họ. Cho nên những học sinh ở bên ngoài kia giống như chó nhà có tang bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông truy sát. Lúc này, không thể nói thư viện Bạch Lộc không thảm được. Chấm chấm chấm. Thiên Đô Thành. Ở trong một mất thất tại Thiên Đô Thành, hơn 30 học sinh thư viện Bạch Lộc vây quanh một cái bàn. Tất cả học sinh đều đang nhìn nữ tử mặc trang phục màu tím dẫn đầu. Nữ tử mặc y phục màu tím này nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, mặc chiếc váy bó sát người, gương mặt thanh tú, trên mặt lộ ra sự kiên nghị. Ở trên người nàng có vài vết máu, cả trên mặt cũng có một vết thương dài tới mấy centimet. Lúc này, các học sinh đều xem nàng là người dẫn đầu, bởi vì nàng là thánh giả cao cấp duy nhất ở đó. Học tỷ tử Nam, thư viện nói thế nào? Lúc này, một người thanh niên hỏi. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chăm chú vào Tử Nam. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều cường giả đang truy sát bọn họ, trong đó thậm chí còn có bóng dáng của bán đế, với chút thực lực của bọn họ, nếu như không được thư viện cứu viện thì căn bản không có khả năng sống sót trở lại. Nếu như không thể trở lại thư viện, bọn họ chỉ có một con đường chết.
bởi vì đối phương căn bản không chấp nhận đầu hàng. Trước đó có học sinh đầu hàng nhưng vẫn bị giết. Tử Nam nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Thư viện đã phái người tới tiếp ứng chúng ta. Phái ai, lúc nào tới? Có người liền vội vàng hỏi. Tử Nam khẽ lắc đầu, nói. Chưa nói, có phải giữ bí mật? Thật ra, căn bản sẽ không có người nào tới cứu chúng ta. Lúc này, một nam tử cụt tay bỗng nhiên nói. Mọi người chắc hẳn cũng biết tình hình thư viện lúc này. Đám người Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, còn có pháp phái kia đang ngăn cản ở thư viện chúng ta chỉ có hai bán đế là tiêu viện trưởng cùng phó viện trưởng mới tới. Bản thân bọn họ còn không thể tự lo xong, sao có thể rảnh tay tới cứu chúng ta được. Mọi người im lặng, Tử Nam cũng im lặng. Nam tử cụt tay lại nói. Nếu như thư viện thật sự có năng lực tới cứu chúng ta, chắc hẳn đã sớm đến. Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn không thấy, điều này có nghĩa là bọn họ thật ra đã có ý bỏ mặc những học sinh ở bên ngoài như chúng ta rồi. Đúng lúc này, Tử Nam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử cụt tay, cùng lúc đó, một thanh đoản đao đặt ngang trên cổ nam tử cụt tay này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức biến sắc. Tử Nam nhìn thẳng vào nam tử cụt tay, nói. Thu Vân, ngươi muốn dao động lòng người sao? Trong mắt nam tử kia hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, hắn nhìn thẳng Tử Nam, nói. Ta không muốn dao động lòng người cũng không cần ta tới dao động, bởi vì lòng người lúc này đã dao động rồi. Tử Nam, bản thân ngươi tự hỏi mình xem, ngươi cảm thấy thư viện thật sự còn có sức lực tới cứu chúng ta sao? Không, có lẽ tình cảnh của bọn họ hiện tại còn tệ hơn chúng ta. Tử Nam nhìn nam tử cụt tay rất lâu, nàng thu đao lại. Sau đó nhìn lướt qua xung quanh và nói. Các ngươi trách thư viện sao? Mọi người im lặng. Tử Nam nói. Ta biết, trong lòng các ngươi nhất định từng oán giận. Ta cũng vậy, trước đây ta đã trách thư viện vì sao không tới cứu chúng ta, vì sao mặc cho chúng ta bị người đuổi giết. Nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như thư viện có năng lực đó, bọn họ sẽ không tới cứu chúng ta, có thể sẽ buông tha chúng ta sao? Nói đến đây, Tử Nam gằn giọng. Đến bây giờ thư viện vẫn chưa từng phái người đi ra, giống như Thu Vân nói, điều này có nghĩa là tình cảnh của bọn họ hiện tại có khả năng còn tệ hơn chúng ta. Bây giờ, điều chúng ta phải làm không phải là oán trời trách đất, càng không phải là oán giận thư viện không cứu, điều chúng ta phải làm là sống sót thế nào. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta, nếu như chúng ta còn ở đây oán trời trách đất, chúng ta thật sự cách cái chết không xa. Mọi người im lặng. Một lát sau mới nghe Thu Vân nói. Tử Nam, ta không muốn dao động lòng người. Nhưng ta phải nói, với chút thực lực của chúng ta bây giờ thì căn bản không có khả năng sống sót trở lại thư viện. Bên ngoài ngoại trừ Thiên Vũ Tông cùng Pháp Phái còn có Mạc gia thánh giả cao cấp, thậm chí có khả năng là bán đế nữa. Thực lực chênh lệch quá xa. Chúng ta nhất định phải nhận rõ điều này. Thật ra, vì sao chúng ta nhất định phải trở về thư viện? Lúc này... Một học sinh có nốt ruồi lớn bên khóe miệng đột nhiên nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời nhìn về phía hắn. Hắn nhìn mọi người, sau đó nói. Trước đó học trưởng Thu Vân cùng học tỷ Tử Nam cũng nói, bây giờ tình cảnh của thư viện có khả năng tệ hơn chúng ta, dưới tình huống như thế, cho dù chúng ta có thể trở lại thì làm được gì? Không phải là chờ chết sao? Ngươi muốn nói gì? Tử Nam khẽ nói. Người học sinh kia liếc mắt nhìn mọi người, do dự một chút. Sau đó nói, bây giờ, chúng ta đã rơi vào đường cùng, cho dù chúng ta có thể chạy trốn, có thể sống sót, nhưng pháp phái đều biết nội tình của chúng ta, cũng biết căn bản của chúng ta, cho nên bọn họ muốn tìm được chúng ta chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Sau đó thì sao? Tử Nam hỏi, học sinh có nốt ruồi hít sâu một hơi, sau đó nói, bây giờ, chúng ta muốn sống thì chỉ có một lựa chọn, đó chính là đầu hàng pháp phái. Chúng ta cùng pháp phái vốn là một mạch, nếu chúng ta đầu hàng, bọn họ nhất định. Suy. Đúng lúc này, Tử Nam đột nhiên xuất hiện ở phía sau học sinh có nốt ruồi, mà người này đã trợn tròn hai mắt, một vòi máu lập tức bắn ra khỏi cổ họng. Sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi kịch liệt. Tử Nam liếc mắt nhìn mọi người, nói. Đầu hàng, còn ai muốn đầu hàng nữa không? Hắn chỉ muốn sống thôi. Thu Vân nói. Sống sót à? Tử Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói. Hắn có thể sẽ hại chết tất cả đám người chúng ta. Pháp phái quả thật đã từng là một mạch với chúng ta,
nhưng bây giờ bọn họ đã không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta nữa. Bọn họ cấu kết với Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông ra tay với thư viện chúng ta, đây không phải là nội đấu, đây là muốn hủy diệt thư viện. Bây giờ đầu hàng chính là phản bội thư viện Bạch Lộc. Nhưng chúng ta đáng chết sao? Lúc này lại có một học sinh đứng dậy, nói. Nói cho cùng, chuyện này là do Dương Diệp gây ra họa, hắn gây họa lại muốn chúng ta tới thay hắn gánh chịu hậu quả, chuyện này có công bằng không? Đúng vậy, Dương Diệp vì nữ nhân của hắn mà chọc vào Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia, lại muốn tất cả thư viện Bạch Lộc chúng ta tới gánh tội thay hắn, đừng nói là ta tin tưởng trong lòng mọi người đang ngồi ở đây chắc chắn cũng khó chịu. Nếu không phải hắn lỗ mãng đi giết người của Mạc gia, thư viện Bạch Lộc chúng ta làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy? Đám người chúng ta làm sao phải ở chỗ này chờ chết chứ? Cho dù chết vì thư viện, ta cũng không oán trách, không hối hận, nhưng vì Dương Diệp, ta không phục, cũng không muốn. Tử Nam liếc mắt nhìn mọi người, nói. Nhưng các ngươi có nghĩ tới chưa? Nếu như không phải nhờ có hắn, hiện tại người rời khỏi Bạch Lộ giới sẽ không phải là pháp phái, mà là nho phái chúng ta. Bây giờ pháp phái có tình cảnh thế nào? Bây giờ bọn họ hợp tác cùng Mạc gia, các ngươi cho rằng địa vị của bọn họ sẽ ngang hàng cùng Mạc gia sao? Không, bây giờ trong con mắt của Mạc gia cùng tất cả mọi người, pháp phái chính là một chó nhà có tang. Mà không có Dương Diệp, kẻ trở thành chó nhà có tang là nho phái chúng ta. Tử Nam dừng lại một lát, lại nói. Ta cũng oán hắn, bởi không vì hắn, chúng ta sẽ không rơi vào đường cùng như vậy, không chết nhiều người như vậy. Nhưng ta cũng biết, hắn làm cho nho phái chúng ta tránh khỏi phải trở thành chó nhà có tang, là hắn làm cho không người nào dám khinh thường thư viện Bạch Lộc chúng ta. Cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt thế hệ trẻ của thư viện chúng ta quật khởi. Chỉ nghĩ tới điểm xấu của người khác, không nghĩ tới điểm tốt của người khác, còn có thể làm người như vậy sao? Cảm ơn. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó biến đổi. Cả Tử Nam cũng vậy, mọi người giống như chuẩn bị đối địch. Một nam tử áo xanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người nhất thời sửng sốt. Ngươi, sao ngươi tới đây? Tử Nam kinh ngạc nói. Tới đón các ngươi. Dương Diệp nói. Chỉ một mình ngươi sao? Tử Nam kinh ngạc nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đi theo ta. Cứ đi như thế à? Trên gương mặt Tử Nam đầy kinh ngạc. Nếu không ngươi muốn đi thế nào? Dương Diệp hỏi ngược. Khóe miệng Tử Nam khẽ giật, sau đó nói. Chỉ cần chúng ta ra ngoài thì lập tức sẽ có rất nhiều thánh giả cao cấp chạy tới, thậm chí còn có bán đế. Bán đế, không có việc gì, ta đã giết hai người. Dương Diệp nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa. Mọi người. Lúc Dương Diệp sắp đi ra khỏi cửa lớn, Tử Nam đột nhiên chắn ở trước mặt hắn. Tử Nam nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Ta biết người rất mạnh, cũng biết người từng giết bán đế, nhưng người phải hiểu được một điểm, chúng ta không mạnh như người, đừng nói đối mặt với bán đế, cho dù là một vài thánh giả cao cấp, chúng ta cũng không thể chống đỡ được. Chuyện này có liên quan đến sống chết của tất cả mọi người chúng ta, nên không thể đùa được. Mọi người cũng nhìn về Dương Diệp có thể đi tới đây đã chứng minh thực lực của hắn. Nhưng giống như lời Tử Nam nói, bọn họ tuyệt đối không có thực lực như Dương Diệp. Nếu ra ngoài, một khi làm không tốt có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dương Diệp nhìn Tử Nam, nói. Lo lắng của ngươi rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta không xông ra ngoài, còn có thể thế nào? Tiếp tục trốn ở chỗ này à? Cùng với nấp ở chỗ này chờ chết, không bằng cùng ta xông ra ngoài. Cho dù là chết, cũng phải kéo theo một hai tên làm đệm lưng, các ngươi thấy thế nào? Hắn có con rối bán đế, còn có 100 con rối thánh giả cao cấp, nhưng hắn tuyệt đối không lấy ra tạo lòng tin cho mọi người. Con người chỉ có dồn vào tử địa, mới có khả năng kích phát được tiềm lực của bọn họ. Nếu như người người đều ôm tâm tư phải chết, hắn tin tưởng chiến lực của những học sinh này chắc chắn đều sẽ tăng lên mấy phần. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tử Nam hít sâu một hơi, sau đó nói. Thật sự chỉ có một mình ngươi tới đây thôi sao? Ngươi cảm thấy thư viện còn có người nào để phái ra sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tử Linh nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó xoay người nhìn về phía mọi người, nói. Các ngươi bằng lòng tiếp tục ở chỗ này, hay đi theo hắn cùng xông ra? Nếu như phải ở lại chỗ này, ta không phản đối.
ở chỗ này làm gì? Chờ chết gà. Lúc này, Thu Vân nhìn về phía Dương Diệp nói. Theo hắn, cho dù không thể an toàn trở lại thư viện, ít nhất cũng có thể giết mấy người làm đệm lưng. Ở chỗ này, đám người kia tìm tới, đừng nói giết người, sợ rằng ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cho nên ta đi theo hắn. Xông ra ngoài. Nói rất đúng, so với chờ chết thì không bằng xông ra ngoài, cho dù chết, ta cũng muốn giết mấy người làm đệm lưng, nếu không thì quá thiệt thòi. Đi, chúng ta xông ra ngoài thôi. Tất cả mọi người ở đó đều tỏ thái độ. Dương Diệp liếc nhìn, không thấy có ai muốn ở lại. Tất cả mọi người ở đó đều không ngốc, xông ra ngoài còn có thể có một cơ hội, dù tuy rằng bọn họ chưa từng thấy, nhưng tất cả đều đã nghe nói về thực lực của Dương Diệp. Hắn có thể giết bán đế thì yếu được sao? Ở chỗ này, bọn họ ngoại trừ chờ chết, sống ở trong sợ hãi, ôm ảo tưởng may mắn thì không có tác dụng gì cả. Dương Diệp lập tức gật đầu và bấm tay bắn ra, trước mặt mỗi người có thêm 3 viên tử tinh thạch, nói. Ta biết rất nhiều các ngươi đang bị thương, nhưng không thời gian chờ các ngươi chữa bệnh, bởi vì còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta đi cứu. Các ngươi tạm thời nuốt một viên tử tinh thạch này để khôi phục huyền khí trong cơ thể đã. Nhớ kỹ, có thể sống sót hay không thì chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Cho nên nếu như đợi lát nữa gặp phải kẻ địch, mời các ngươi hãy liều mạng. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mọi người vội vàng đuổi theo. Ra khỏi Thiên Đô Thành, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ở sâu bên trong một ngọn núi lớn cách nơi này mấy vạn dặm có hơn 200 học sinh, bây giờ đích của chúng ta chính là chỗ đó. Nhưng chúng ta không thể bay, một khi bay thì mục tiêu quá lớn nên sẽ dễ dàng bị lộ, cho nên chúng ta chỉ có thể đi bộ. Các ngươi đi theo ta sẽ che giấu khí tức các ngươi. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp nói phải lên đường, mà vào lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 đường ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó lập tức biến hóa. Bởi vì những người này ít nhất đều là thánh nghĩa. Nhìn hơn 10 đường ánh sáng này, Dương Diệp khẽ nói. Không cần ẩn nấp, các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới tập hợp cùng những học sinh kia. Ta sẽ tới đó sau. Ở trong thành, mục tiêu quá lớn. Cho dù hắn che giấu khí tức của những người này cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao những người này không thể giống hắn, không chỉ có thể che giấu khí tức, còn có thể ẩn thân. Ta ở lại với ngươi. Tử Nam nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tử Nam, nói. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức nhanh chóng tập trung với bọn họ. Những người này ở lại không phải không có trợ giúp với hắn, chẳng qua hắn quả thật không cần. Việc cấp bách bây giờ là phải tập trung với tất cả học sinh bên ngoài, sau đó dẫn tất cả bọn họ về. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cẩn thận. Nói xong, Tử Nam dẫn theo đoàn người lao nhanh về phía xa. Muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu, rốt cuộc đã tìm được mấy con cá lọt lưới, ha ha. Phía chân trời truyền đến một tiếng cười lớn, nhưng chẳng bao lâu, theo một đường kiếm quang lóe lên ở phía chân trời. Tiếng cười này lập tức ngừng lại, một bóng người rơi từ trên không trung xuống. Ngươi! Đám người ở phía chân trời quá khiếp sợ, mà vào lúc này, một đường kiếm quang phóng lên cao, mấy đường kiếm quang không ngừng giăng kín khắp nơi, phía chân trời lập tức vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Không đến 3 hơi thở, 5 người lại rơi từ trên không trung xuống. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên từ trong thành. Một người trung niên mặc áo bào sang trọng xuất hiện. Thánh giả cao cấp. Mà sau lưng người trung niên này còn có 5 tên thánh giả trung cấp. Dương Diệp ngừng lại, nhìn về phía đối phương, người trung niên kia trầm mặt nhìn Dương Diệp cùng mười mấy người còn lại, nói. Tại hạ là Cát Minh Thành chủ Thiên Đô Thành. Các vị, đây là Thiên Đô Thành cấm chiến đấu, lẽ nào các vị không biết sao? Lúc này, một người áo bào xanh đối diện Dương Diệp nói. Ta là người của Mạc gia. Mà một nữ tử trung niên ở bên cạnh hắn cũng nói. Ta là người của Thiên Vũ Tông. Nghe thấy hai người nói vậy, vẻ mặt Cát Minh lập tức biến đổi, bọn họ đều là thế lực cấp toàn thạch. Đặc biệt là Mạc gia này, đây chính là một trong 4 thế gia lớn của Thần Châu. Thiên Đô Thành không thể trêu vào bọn họ, chính hắn càng không thể trêu vào. Vẻ mặt Cát Minh ôn hòa hơn rất nhiều, khẽ gật đầu với hai người và nói. Hóa ra là bằng hữu của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông.
Hắn nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói. Nếu như ta không đoán sai, các hạ chính là người của Thư viện Bạch Lộc. Tất cả Trung Thổ Thần Châu đều biết chuyện Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông đang đuổi giết người của Thư viện Bạch CDH Lộc, hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Diệp liếc nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thấy Dương Diệp gật đầu, vẻ mặt của Cát Minh lập tức trầm xu cống, chất vấn. Vì sao ngươi ra tay ở trong Thiên Đô Thành ta? Giữa Thư viện Bạch Lộc cùng Mạc Gia và Thiên Vũ Tông, hắn dĩ nhiên lựa chọn Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Người sáng suốt bây giờ đều biết Thư viện Bạch Lộc sắp kết thúc rồi. Lúc này, hắn không ngại cho Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông một chút mặt mũi. Hắn sống đến tuổi này đã đặc biệt hiểu rõ một đạo lý, đó chính là phải học cách làm người. Lúc này là cơ hội để qua lại thân thiết với Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, hắn sao có thể buông tha được. Nghe thấy Cát Minh nói vậy, nhóm cường giả Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông thoáng ngẩn người, sau đó lập tức vui mừng, bọn họ không ngốc, tất nhiên biết đối phương đang giúp bọn họ. Nam tử áo bào xanh lập tức nói. Cát thành chủ, Mạc Gia ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Thiên Vũ Tông ta cũng nhớ kỹ. Nữ tử bên cạnh nam tử áo bào xanh cũng nói. Cát Minh mỉm cười, nói. Hai vị khách sáo rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khẽ nói. Thiên Đô Thành có quy định không thể động thủ, người ra tay ở trong này chính là đang coi thường Thiên Đô Thành ta. Người định tự sát, hay là để ta ra tay? Nếu là trước đây, hắn sẽ thông minh lựa chọn không quan tâm tới chuyện này, bởi vì hắn cũng không thể trêu chọc vào Thư viện Bạch Lộc. Nhưng bây giờ, Thư viện Bạch Lộc đã tách ra nên thực lực giảm mạnh, lại bị Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông nhằm vào. Dưới tình huống này, Thư viện Bạch Lộc còn có khả năng xoay người sao? Hắn thấy hoàn toàn không có khả năng này. Dương Diệp cười khẽ, nói. Có phải ngươi cảm thấy Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông không dễ chọc, Thư viện Bạch Lộc ta dễ chọc, cho nên ngươi lấy ta ra khai đao, thuận tiện bán một nhân tình về phía Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông hay không? Nam tử áo bào xanh của Mạc Gia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cát thành chủ, người này có thực lực không tệ, tốt nhất nên cẩn thận. Đương nhiên, có chúng ta ở đây cùng thành chủ, hắn sẽ không làm gì được, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Trước đó giao đấu một lúc khiến hắn biết, nam tử trước mắt này không phải hiền lành gì, phải biết rằng, mấy thánh giả trước đó đã bị giết chết trong nháy mắt. Cát Minh cười lạnh, nói. Chẳng qua là bán thánh mà thôi. Ta cũng biết một ít về những thiên tài của Thư viện Bạch Lộc. Nếu như là Phong Khinh Ý cùng Dương Diệp điên kia, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một chút, đáng tiếc lúc này Phong Khinh Ý đã rời khỏi Thư viện Bạch Lộc. Về phần Dương Diệp, người này rõ ràng không phải là Dương Diệp. Dương Diệp nói. Vì sao? Nam tử áo bào xanh của Mạc Gia tò mò hỏi. Cát Minh liếc nhìn Dương Diệp, nói. Nghe đồn Dương Diệp này có tính cách hung bạo, khát máu thành tính. Cả người giống như một người điên vậy. Cho dù người trước mắt này có yếu hơn một chút, nhưng cũng không giống một người điên. Hơn nữa, có người nói Dương Diệp đánh với Thiên Vũ Tông một trận đã bị thương nặng đang hôn mê, lúc này hắn chắc còn ở Bạch Lộ giới dưỡng thương mới phải. Còn nữa, sở dĩ chiến lực của Dương Diệp này mạnh mẽ là bởi vì dựa vào một thanh hung kiếm đế cấp. Mỗi khi hắn sử dụng thanh hung kiếm này, hắn lại sẽ biến thành một người máu, hắn. Có phải như vậy không? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Cát Minh nói. Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, ở trong mắt bọn họ, nam tử áo xanh không thấy đâu, thay vào đó là một người máu cầm một thanh huyết kiếm trong tay. Hai mắt đỏ như máu, toàn thân tản ra sát ý cùng lệ khí khủng khiếp và mùi máu tươi rất nồng khiến cho người ta buồn nôn. Ngươi! Cát Minh trợn tròn hai mắt, miệng há to, gần như có thể nhét được một nắm đấm vào. Là Dương Diệp, rút lui. Người dẫn đầu đám người Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông lấy lại tinh thần, lập tức xoay người bỏ chạy. Người của Mạc Gia còn tốt, bọn họ tương đối bình tĩnh hơn nhưng cũng không dám ở lại. Bởi vì bọn họ đều biết chuyện Dương Diệp chém giết phó tông chủ Thiên Vũ Tông. Bọn họ có tự tin mấy, cũng không cho rằng mình có thể chống lại Dương Diệp đã từng chém giết cường giả bán đế. Về phần đám người Thiên Vũ Tông lại có phần không chịu nổi. Ban đầu, Dương Diệp ở Thiên Vũ Tông tiêu diệt bán đế. Đồng thời giết Thiên Vũ Tông các nàng một trận, các nàng đều tận mắt nhìn thấy được. Dương Diệp ở trong mắt các nàng chính là một sát thần, một người điên, còn là một người mà các nàng căn bản không có khả năng chiến thắng. Trước đây Thiên Vũ Tông có nhiều cường giả như vậy bao vây tấn công, cũng bị giết cho không chừa một mảnh giáp,
nói gì bây giờ các nàng chỉ có vài người như vậy. Bởi vậy, người Thiên Vũ Tông gần như lập tức tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Nhưng tốc độ của các nàng so với Dương Diệp vẫn quá chậm. Một đường ánh sáng máu xuất hiện giống như một đường máu kéo dài về phía chân trời, đầu của đám người Thiên Vũ Tông này đã chạy trốn tới ngoài vài dặm trực tiếp phóng lên cao, bởi vì quán tính, cho dù đầu của các nàng không còn nhưng cơ thể vẫn đang chạy gấp, qua mấy trăm trượng, những cơ thể không đầu mới từ trong không trung rơi xuống. Tiếp theo, hơn 10 đường kiếm quang không ngừng chớp hiện xẹt qua, chân trời phía xa cũng bị nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở ngoài xa. 20 hơi thở sau, Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu, mà đám người Cát Minh lại không chạy trốn. Trốn sao? Vào giây phút Dương Diệp ra tay, Cát Minh đã biết rất rõ hắn trốn không thoát, cũng không có nơi nào để trốn cả. Muốn sống thì hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là thuyết phục Dương Diệp đừng giết hắn. Nhìn Dương Diệp toàn thân đỏ như máu, Cát Minh hít sâu một hơi, nói. Dương Diệp, giết ta không có lợi, chỉ gây thêm thù hằn cho ngươi, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Ở trong mắt Cát Minh, một đường kiếm khí màu đỏ đã lấy tốc độ rất nhanh phóng to lên. Trong phút chốc, đường kiếm khí kia xuyên qua giữa chân mày của hắn. Hắn không phải không muốn trốn, càng không phải không muốn phản kháng, chẳng qua một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không kịp trốn, càng không kịp phản kháng. Chỉ mấy đường kiếm khí chợt lóe lên, đám người phía sau Cát Minh đã trực tiếp mất mạng. Sau khi giải quyết xong đám người Cát Minh, Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, nói. Dương Diệp ta tới Thiên Đô Thành không phải để gây chuyện, chỉ tới cứu người. Nhưng nếu như ai cảm thấy Thư viện Bạch Lộc ta dễ bắt nạt, cảm thấy Dương Diệp ta dễ bắt nạt, vậy các ngươi có thể tới thử xem. Hoặc nếu như có người muốn lấy đầu học sinh Thư viện Bạch Lộc ta với ý định ôm bắp đùi lớn của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, các ngươi cũng có thể thử xem. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất. Dương Diệp đi rồi, nơi đây im lặng rất lâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong không trung của Thiên Đô Thành. Bắt đầu từ lúc này, bất kỳ kẻ nào trong phủ thành chủ cũng không được nhúng tay trong ân oán của Thư viện Bạch Lộc cùng Mạc gia cùng với Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không dừng lại trong thành, mà trực tiếp ra khỏi Thiên Đô Thành. Hắn tiêu diệt Cát Minh không phải để chút giận, chủ yếu nhất là hắn muốn lấy điều này tới trấn áp người Thiên Đô Thành. Hắn muốn thông qua việc tiêu diệt Cát Minh để nói cho tất cả mọi người biết, Thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt. Không chỉ Thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt, càng không dễ chọc. Muốn bắt nạt Thư viện Bạch Lộc, muốn chọc vào Thư viện Bạch Lộc thì phải xem trước mình có thực lực đó chống lại sự trả thù của Dương Diệp hắn hay không. Nếu như không trấn áp những người trong bóng tối, nếu như sau này có học sinh của Thư viện Bạch Lộc chạy trốn tới Thiên Đô Thành, có lẽ không cần Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông ra tay. Rất nhiều người sẽ không kịp chờ đợi đi giết học sinh của Thư viện Bạch Lộc, sau đó cầm đầu của học sinh Thư viện Bạch Lộc đi lấy lòng Mạc gia cùng với Thiên Vũ Tông. Mà bây giờ, sau khi hắn giết chóc đẫm máu một lần, hắn tin tưởng hễ là người nào có tâm tư cùng ý nghĩ này, sau này thật sự có cơ hội, trước khi ra tay bọn họ nhất định sẽ phải suy nghĩ một vấn đề, đó chính là có đáng giá làm vậy hay không. Vì bán một nhân tình, có đáng giá đắc tội Dương Diệp hắn, có đáng giá đắc tội Thư viện Bạch Lộc hay không. Từ lâu, muốn không bị người khác khi dễ thì nói đạo lý cũng không có ích lợi gì, chỉ có nói bằng nắm đấm mới tốt. Trước mắt, Thư viện Bạch Lộc muốn không bị người khi dễ, vậy chỉ có lấy giết chóc làm đầu. Dương Diệp không dừng lại trong thành, mà trực tiếp ra khỏi Thiên Đô Thành. Hắn tiêu diệt Cát Minh không phải để chút giận, chủ yếu nhất là hắn muốn lấy điều này tới trấn áp người Thiên Đô Thành. Hắn muốn thông qua việc tiêu diệt Cát Minh để nói cho tất cả mọi người biết. Thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt. Không chỉ Thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt, càng không dễ chọc. Muốn bắt nạt Thư viện Bạch Lộc, muốn chọc vào Thư viện Bạch Lộc thì phải xem trước mình có thực lực đó chống lại sự trả thù của Dương Diệp hắn hay không. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất. Dương Diệp đi rồi, nơi đây im lặng rất lâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong không trung của Thiên Đô Thành. Bắt đầu từ lúc này, bất kỳ kẻ nào trong phủ thành chủ cũng không được nhúng tay trong ân oán của Thư viện Bạch Lộc cùng Mạc gia cùng với Thiên Vũ Tông. Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu, mà đám người Cát Minh lại không chạy trốn. Trốn sao? Vào giây phút Dương Diệp ra tay, Cát Minh đã biết rất rõ hắn trốn không thoát, cũng không có nơi nào để trốn cả. Muốn sống thì hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là thuyết phục Dương Diệp đừng giết hắn.
Nhìn Dương Diệp toàn thân đỏ như máu, Cát Minh hít sâu một hơi, nói. Dương Diệp, giết ta không có lợi, chỉ gây thêm thù hằn cho ngươi, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Ở trong mắt Cát Minh, một đường kiếm khí màu đỏ đã lấy tốc độ rất nhanh phóng to lên. Trong phút chốc, đường kiếm khí kia xuyên qua giữa chân mày của hắn. Hắn không phải không muốn trốn, càng không phải không muốn phản kháng, chẳng qua một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không kịp trốn, càng không kịp phản kháng. Chỉ mấy đường kiếm khí chợt lóe lên, đám người phía sau Cát Minh đã trực tiếp mất mạng. Sau khi giải quyết xong đám người Cát Minh, Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, nói. Dương Diệp ta tới Thiên Đô Thành không phải để gây chuyện, chỉ tới cứu người. Nhưng nếu như ai cảm thấy thư viện Bạch Lộc ta dễ bắt nạt, cảm thấy Dương Diệp ta dễ bắt nạt, vậy các ngươi có thể tới thử xem. Hoặc nếu như có người muốn lấy đầu học sinh thư viện Bạch Lộc ta với ý định ôm bắp đùi lớn của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, các ngươi cũng có thể thử xem. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất. Dương Diệp đi rồi, nơi đây im lặng rất lâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong không trung của Thiên Đô Thành. Bắt đầu từ lúc này, bất kỳ kẻ nào trong phủ thành chủ cũng không được nhúng tay trong ân oán của thư viện Bạch Lộc cùng Mạc gia cùng với Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không dừng lại trong thành, mà trực tiếp ra khỏi Thiên Đô Thành. Hắn tiêu diệt Cát Minh không phải để chút giận, chủ yếu nhất là hắn muốn lấy điều này tới chân áp người Thiên Đô Thành. Hắn muốn thông qua việc tiêu diệt Cát Minh để nói cho tất cả mọi người biết, thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt. Không chỉ thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt, càng không dễ chọc. Muốn bắt nạt thư viện Bạch Lộc, muốn chọc vào thư viện Bạch Lộc thì phải xem trước mình có thực lực đó chống lại sự trả thù của Dương Diệp hắn hay không. Bởi vì một nữ tử cùng một lão già đã xuất hiện ở cách hắn không xa, hắn vừa vặn nhận ra hai người này. Đó là Bạch Tương Giao của Thương hội Vân Minh cùng lão già bảo vệ nàng. Nếu như không trấn áp những người trong bóng tối, nếu như sau này có học sinh của thư viện Bạch Lộc chạy trốn tới Thiên Đô Thành, có lẽ không cần Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông ra tay, rất nhiều người sẽ không kịp chờ đợi đi giết học sinh của thư viện Bạch Lộc, sau đó cầm đầu của học sinh thư viện Bạch Lộc đi lấy lòng Mạc gia cùng với Thiên Vũ Tông. Mà bây giờ, sau khi hắn giết chóc đẫm máu một lần, hắn tin tưởng hễ là người nào có tâm tư cùng ý nghĩ này, sau này thật sự có cơ hội. Trước khi ra tay bọn họ nhất định sẽ phải suy nghĩ một vấn đề, đó chính là có đáng giá làm vậy hay không. Vì bán một nhân tình, có đáng giá đắc tội Dương Diệp hắn, có đáng giá đắc tội thư viện Bạch Lộc hay không. Từ lâu, muốn không bị người khác khi dễ thì nói đạo lý cũng không có ích lợi gì, chỉ có nói bằng nắm đấm mới tốt. Trước mắt, thư viện Bạch Lộc muốn không bị người khi dễ, vậy chỉ có lấy giết chóc làm đầu. Dương Diệp hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết. Thư viện Bạch Lộc bây giờ đã như vậy, cho dù tình hình có tồi tệ mấy thì còn có thể tồi tệ tới mức nào. Chỉ cần ngươi dám động thủ, cần gì quan tâm phía sau ngươi có thế lực gì, có người nào, ta đều giết không tha. Yếu sợ mạnh, mạnh sợ không muốn sống, không muốn sống sợ kẻ điên. Dương Diệp hắn muốn nói cho người đời biết, bây giờ thư viện Bạch Lộc không chỉ không muốn sống, còn điên. Sau khi ra khỏi Thiên Đô Thành, Dương Diệp bay một hồi rồi đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một nữ tử cùng một lão già đã xuất hiện ở cách hắn không xa, hắn vừa vặn nhận ra hai người này. Đó là Bạch Tương Giao của Thương hội Vân Minh cùng lão già bảo vệ nàng. Bạch quản sự. Dương Diệp đi tới trước mặt hai người, trong mắt có chút kinh ngạc. Bạch Tương Giao khẽ gật đầu, sau đó tay phải thoáng động, một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, một vân hạm dài gần trăm trượng, rộng mười mấy trượng xuất hiện. Tiếp theo. Bên trong vân hạm có hơn 60 học sinh mặc áo bào trắng đi ra. Tất cả đều là học sinh của thư viện Bạch Lộc. Những học sinh kia đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, bọn họ đầu tiên cung kính thi lễ với Bạch Tương Giao, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong mắt những học sinh này đầy vẻ hưng phấn cùng sùng bái. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng dẫn đầu nói. Dương học trưởng, tất cả những gì học trưởng đã làm ở Thiên Đô Thành, chúng ta đều nhìn thấy. Nói thật, từ lúc nguy cơ bạo phát tới nay, đây là chuyện làm cho chúng ta cảm thấy hả giận nhất. Mấy ngày nay, bọn họ trốn chạy khắp nơi giống như chó nhà có tang. Hành động của Dương Diệp ở Thiên Đô Thành khiến bọn họ cảm thấy mình có thể ưỡn thẳng sống lưng. Thư viện Bạch Lộc vẫn có người có thể đứng ra, đồng thời nói cho người đời biết thư viện Bạch Lộc không dễ khi dễ. Càng khiến cho bọn họ biết thư viện tuyệt đối không vứt bỏ bọn họ. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người và khẽ gật đầu, nói.
không có việc gì là được rồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói. Cảm ơn. Bạch Tương Giao làm vậy, không thể nghi ngờ là rất mạo hiểm, bởi vì có khả năng sẽ đắc tội Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia. Mà đối phương mạo hiểm lớn như vậy để cứu học sinh thư viện Bạch Lộc, phần ân tình này rất lớn. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.